Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 172. Mộc Tá nhìn nàng ta một cái rồi gật đầu, thuộc hạ hiểu rõ. Ông ta thoáng dừng lại, nói tiếp, bệ hạ, tộc trưởng Tiêu tộc ở Đạo Sơn cầu kiến, nói có thần vật muốn dâng cho người. Thần đạo lĩnh khẽ cau mày, Đạo Sơn. Mộc Tá gật đầu, một tinh vực cực kỳ thưa thớt, không có bất kỳ giá trị gì, vì vậy cũng không nằm trong bản đồ thần đạo quốc ta. Thần đạo lĩnh, hắn ta nói muốn dâng tặng thần vật. Mộc Tá còn muốn gặp mặt để tự tay dâng lên. Thần đạo lĩnh cười, thú vị, để hắn ta vào. Mộc Tá gật đầu rồi lui ra. Chỉ một hồi sau, Tiêu Thiên và Lâm Tiêu cùng đi đến trước đại điện. Bọn họ toan ngẩng lên nhìn thần đạo lĩnh thì bị một luồng uy áp vô hình phủ lấy, khiến cả hai biến sắc, vội vàng cúi đầu, trong lòng sợ hãi vô cùng. Hai người họ đã đến mệnh hồn cảnh. Vậy mà người phụ nữ này lại có thể dùng khí thế để trấn áp. Kinh khủng biết bao. Thần đạo lĩnh ngồi xuống, cười nói, muốn dâng tặng thần vật cho ta. Tiêu Thiên đáp, đúng vậy. Ông ta vươn tay ra, để kiếm Thanh Huyên bay đến trước mặt thần đạo lĩnh. Vừa nhìn thấy thanh kiếm, nụ cười trên mặt thần đạo lĩnh biến mất, thay vào bằng vẻ chăm chú. Tiêu Thiên vội nói, bẩm bệ hạ, hai chúng ta tình cờ tìm được thanh kiếm này. Tri thức về thời không ẩn chứa bên trong đã vượt qua nhận thức của chúng ta, vì vậy mới đặc biệt muốn dâng tặng nó cho ngài. Thần đạo lĩnh cầm kiếm lên quan sát hồi lâu mới hỏi, các người tìm được từ đâu nó? Tiêu Thiên do dự, đang muốn mở miệng thì nghe thần đạo lĩnh nói, ta chỉ cho các ngươi một cơ hội để nói, nghĩ cho kỹ. Tiêu Thiên cả kinh, không dám đùa giỡn gì nữa, vội nói, chúng ta có được từ tay một thiếu niên. Thần đạo lĩnh cau mày, thiếu niên. Tiêu Thiên gật đầu lia lịa, vâng. Thần đạo lĩnh, kể về hắn cho ta nghe. Tiêu Thiên không hiểu ý nàng ta nhưng cũng không dám chối từ, vội kể hết việc mình gặp Diệp Huyên. Mộc Tá nghe mà cau mày. Thần đạo lĩnh nhìn sang, thấy y gật đầu, chắc chắn là người này. Thần đạo lĩnh khẽ cười, thú vị. Nàng ta nhìn xuống Tiêu Thiên và Lâm Tiêu, ta thích thanh kiếm này, các ngươi muốn được ban thưởng gì? Hai người mừng rỡ vô cùng, Tiêu Thiên vội nói, bệ hạ thích là tốt rồi, thưởng thế này xin tùy ý ngài. Thần đạo lĩnh nhìn sang Mộc Tá, đưa bọn hắn xuống, chiêu đãi cẩn thận. Mộc Tá liếc nhìn, khẽ gật đầu, vâng. Sau đó nói với bọn Tiêu Thiên, hai vị hãy theo ta. Tiêu Thiên và Lâm Tiêu vội thi lễ thật sâu với thần đạo lĩnh rồi theo Mộc Tá rời đi. Còn lại trong điện, thần đạo lĩnh lẳng lặng quan sát kiếm Thanh Huyên. Kiếm Thanh Huyên. Một hồi sau, Mộc Tá xuất hiện lại trong điện, hạ giọng hỏi, bệ hạ, thanh kiếm này. Thần đạo lĩnh đưa nó cho y, ngươi nhìn thử. Mộc Tá liếc nhìn kiếm Thanh Huyên, sắc mặt lập tức đanh lại, kiếm này. Thần đạo lĩnh, truyền điện chủ thần công điện, Mục Xảo. Mộc Tá rời đi, một hồi sau dẫn theo một ông lão tóc trắng bước vào đại điện. Người này chính là điện chủ thần công điện, Mục Xảo. Phụ trách việc chế tạo thần binh lợi khí khắp thần đạo quốc. Mục Xảo cung kính thi lễ với thần đạo lĩnh, bệ hạ. Thần đạo lĩnh khẽ cong ngón tay, để kiếm Thanh Huyên bay đến trước mặt ông ta, nhìn thử thanh kiếm này. Mục Xảo nhặt nó lên quan sát một hồi, sắc mặt đanh lại, kiếm này. Dám hỏi bệ hạ từ đâu mà đến. Thần đạo lĩnh hỏi ngược lại, ngươi có thể tạo ra nó không? Mục Xảo lại nhìn kiếm Thanh Huyên. Do dự một hồi rồi nói, việc này. So với người chế tạo ra nó, ta chỉ thua kém một chút. Một chút mà thôi. Thần đạo lĩnh lạnh nhạt nói, vậy là không được. Mục Xảo cuống quýt nói, nếu bệ hạ bằng lòng cho ta nghiên cứu nó nửa năm, ta tuyệt đối sẽ tạo ra được một thần vật vượt qua nó. Thần đạo lĩnh lắc đầu, ngươi không làm được. Mục Xảo khó hiểu, vì sao? Thần đạo lĩnh nhìn kiếm Thanh Huyên. Thì thầm, thời không chi đạo ẩn chứa bên trong nó, ngay cả ta cũng có phần xa lạ. Mục Xảo vội nói, bệ hạ, chỉ cần một tháng, nghiên cứu một tháng thôi, ta sẽ tạo ra được một thanh kiếm hơn xa nó. Thần đạo lĩnh, không được thì ngươi từ chức, về quê dưỡng lão, chịu chứ. Sắc mặt Mục Xảo cứng còng, sau đó thi lễ, lão phu còn có việc, xin cáo lui. Sau đó rời đi. Thần đạo lĩnh lắc đầu. Nói với Mộc Tá, điều tra lai lịch người này.
Mộc Tá gật đầu rồi rời đi, trong điện, thần đạo lĩnh ngắm nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, mỉm cười, ta biết ngươi có linh, chỉ muốn hỏi một câu mà thôi, ngươi thuộc về cấp bậc nào? Sau một hồi im lặng, tiểu hồn đáp, không có cấp bậc. Dưới tam kiếm, ta vô địch. Dưới tam kiếm. Thần đạo lĩnh cười, tam kiếm nào? Tiểu hồn, đại ca, cha và muội muội của tiểu chủ. Thần đạo lĩnh nheo mắt lại, tiểu chủ. Tiểu hồn, đúng vậy. Thần đạo lĩnh bỗng quay đầu gọi, người đâu? Một người đàn ông mặc giáp đen, vác đại đao bước vào. Thần đạo lĩnh, truyền lệnh ta, nói Linh Sơn không được gây khó dễ cho thiếu niên kia. Người đàn ông thi lễ rồi rời đi. Trong điện, thần đạo lĩnh nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, sắc mặt dần đanh lại. Chấm chấm chấm. Trong một dãng núi không biết tên nọ, Diệp Huyên đang lững thững cất bước. Mục tiêu của hắn chính là đô thành thần đạo quốc, nơi hắn cảm nhận được kiếm Thanh Huyên. Đúng lúc này, không gian trước mặt hắn bỗng run lên. Diệp Huyên bình thản nhìn. Hắn đã không ngự kiếm để giảm bớt phiền toái, nào ngờ chỉ đi bộ thôi mà cũng bị phát hiện. Đã vậy thì đánh thôi. Sau đó, một người phụ nữ bước ra từ trong không gian vặn vẹo. Đại trưởng lão Linh Sơn Lam Linh. Lam Linh nhìn Diệp Huyên, người đã dám coi khinh Linh Sơn và thần đạo quốc ta chứng tỏ lai lịch cũng không đơn giản, nhưng ta tò mò muốn biết thế lực chống lưng cho ngươi là gì. Diệp Huyên chỉ cười, ta vốn không thù không oán, cũng không có ý trêu vào Linh Sơn, nhưng thánh nữ của các người lại muốn giết ta trước. Bà! Lam Linh lắc đầu, ta không đến đây để nghe ngươi cãi lý. Bà ta bước tới, kẻ mạnh không cần phải nghe kẻ yếu nói, hiểu chưa? Diệp Huyên bất thình lình rút kiếm. Ánh sáng vàng lóe lên. Lam Linh biến sắc kịch liệt, vung tay phải gọi một tấm khiên tròn vàng chóe xuất hiện trước mặt. Không chỉ tấm khiên vỡ nát trong nháy mắt mà thân xác Lam Linh cũng nát bấy. Chỉ còn lại linh hồn bà ta đang hoảng loạn cực độ. Bị một thanh kiếm chỉ vào giữa trán, Lam Linh biến sắc, ngươi dám ra tay với ta, Linh Sơn sẽ tàn sát cả nhà ngươi. Diệp Huyên chớp mắt, bà nói muốn giết ta thì ta còn sợ, nhưng nói giết cả nhà ta thì. Hắn nghiêm giọng, tuyệt đối đừng khách khí, làm nhanh đi. Đặc biệt hoan nghênh các người đi tìm cha ta, không cần giữ sức, dùng hết khả năng đánh y đi. Lam Linh trợn trừng mắt, ta đã đánh giá thấp ngươi. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện. Diệp Huyên tức đến bật cười, vì sao ta phải nói chuyện với bà? Bà muốn đánh ta đánh lại, bà lại muốn nói phải trái. Ông đây đếch phải thằng cha ngươi, mắc mớ gì phải chiều theo. Sau đó hắn tung cú đấm ra. Lam Linh bị một quyền này hóa thành hư vô. Hoàn toàn tiêu diệt. Đúng lúc này, có một luồng khí tức khủng khiếp cuồn cuộn giáng xuống từ chân trời. Một người đàn ông trung niên nhanh chóng bước đến. Sơn chủ Linh Sơn, Mạc Liên. Không chỉ có người này mà còn mười mấy cường giả Linh Sơn khác xuất hiện, trong đó có chừng 12 cường giả mệnh hồn cảnh. Hoàn toàn vây chặt. Diệp Huyên vẫn bình tĩnh. Tiểu tháp bỗng hỏi, tiểu chủ giết người thì sướng được nhất thời, bây giờ định làm thế nào đây? Diệp Huyên nhàn nhạt đáp, bằng không thì làm gì, chẳng lẽ ngươi chịu đứng đó nghe chửi? Tiểu tháp, sao đó giờ không thấy tiểu chủ mạnh miệng thế này với chủ nhân? Diệp Huyên, ông ấy là cha ta, con nhường cha không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao, bằng không thì ta đã. Tiểu tháp lạnh lùng đâm trọt, đã làm gì? Tiểu chủ nói như thể đánh thắng được chủ nhân ấy. Diệp Huyên lắc đầu, làm sao mà cha ta chịu được ngươi cho tới bây giờ nhỉ? Tiểu tháp. Lúc này, Mạc Liên lên tiếng, giết thánh nữ lẫn đại trưởng lão Linh Sơn ta, gan ngươi to lắm. Diệp Huyên đang định mở miệng thì ông ta nói, giết. Dứt lời, ông ta vung tay lên, chỉ trong nháy mắt, không quan bao quanh Diệp Huyên biến thành một lồng giam. Những cường giả Linh Sơn kia cũng chuẩn bị ra tay, nào ngờ lại thấy một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người này mặc giáp đen, lưng đeo đại đao. Mạc Liên cau mày, ám tả đại nhân. Ám tả, bệ hạ có lệnh, tất cả cường giả Linh Sơn lập tức về núi. Lập tức về núi. Mạc Liên nghe vậy thì cau mày, lập tức về núi. Ám tả đại nhân, bệ hạ có ý gì? Ám tả, trở về.
Mạc Liên cả giận chỉ vào Diệp Huyên, ám tả đại nhân, kẻ này dám giết Linh công chúa, ông. Ám tả, lập tức về núi. Sắc mặt Mạc Liên xấu đi trông thấy, ám tả. Ám tả bỗng rút thanh đại đao sau lưng ra bổ xuống. Mạc Liên biến sắc, vung tay lên đỡ. Ầm. Chớp mắt một cái, Mạc Liên đã bị đẩy lui hơn vạn trượng, thời không cũng bị chôn vùi. Diệp Huyên thấy vậy thì híp mắt lại, người này cũng mạnh đấy. Một đao ấy thế mà lại chấn động cả thời không tầng 9. Sắc mặt Mạc Liên xấu xí vô cùng, càng nhiều hơn là kiêng kỵ. Ám tả lạnh lùng nói, cảnh cáo lần cuối. Về núi. Mạc Liên chỉ đành hậm hực liếc Diệp Huyên một cái rồi rời đi. Ông ta không sợ ám tả, nhưng sau lưng ám tả lại là người phụ nữ đại diện cho thần đạo quốc kia. Đợi cường giả Linh Sơn đi rồi, ám tả mới nói với Diệp Huyên, bệ hạ cho mời. Diệp Huyên, quốc chủ thần đạo quốc. Ám tả gật đầu. Diệp Huyên do dự một hồi, ta không đi được không? Thấy đối phương lại nắm lấy chuôi đao, hắn vội tiếp lời, đi. Đi ngay. Ám tả gật đầu, mời. Diệp Huyên không biết phải làm sao. Trên đường đi, hắn hỏi ám tả, bệ hạ các người tìm ta làm gì? Ám tả lắc đầu, không biết. Diệp Huyên lại hỏi, ta giết Linh công chúa, bệ hạ của các người có giận không? Ám tả lại lắc, không biết. Diệp Huyên nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, bệ hạ các người. Ám tả liếc xéo, công tử, ta không biết gì cả, có biết cũng sẽ không nói, người im lặng một chút được không? Diệp Huyên. Sau khi Diệp Huyên và ám tả rời đi, Mạc Liên bên kia nhìn theo, nói, sợ rằng tên này có chỗ dựa ở thần đạo quốc. Có người thần đạo quốc đang bảo vệ hắn. Một cường giả Linh Sơn thấp giọng hỏi, vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để đại trưởng lão và thánh nữ chết trong vô ích? Mạc Liên im lặng một hồi, nói, cháu của thần hầu Văn Nhân Vũ thích thánh nữ đúng không? Y sẽ không khoanh tay đứng nhìn nàng ta bị giết, lập tức báo cho Văn Nhân Vũ, phải vận dụng toàn bộ quan hệ của Linh Sơn ở thần đạo quốc để giết kẻ này. Trưởng lão Linh Sơn gật đầu, rõ. Mạc Liên liếc nhìn chân trời rồi rời đi. Nửa giờ sau, Diệp Huyên và ám tả đi đến đế đô thần đạo quốc. Diệp Huyên có phần bất ngờ khi đến trước cổng thành, bởi nơi này hóa ra lại nhỏ như vậy. Ám tả, công tử hãy nhớ, trong thành không phải nơi để ẩu đả. Diệp Huyên lỡ có kẻ nào chọc ta thì sao? Ám tả liếc hắn, không được là không được. Diệp Huyên lại hỏi, người khác đánh ta trước thì sao? Ám tả, Diệp công tử, đang yên đang lành ai lại đến đánh ngươi làm gì? Diệp Huyên, thì lỡ như có. Ám tả hạ giọng, sẽ không có ai chủ động đến gây chuyện với Diệp công tử cả, ngươi. Đúng lúc này, có một gã thanh niên đi đến từ đầu kia con đường. Y mặc áo gấm, hông dắt trường kiếm, tay cầm quạt xếp, dáng vẻ như một công tử phong lưu. Thấy y, ám tả trần trừ trước khi khẽ thi lễ, tham kiến tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia, Văn Nhân Vũ. Y làm ngơ ám tả mà quay sang hỏi Diệp Huyên, thấy bổn hầu sao không quỳ xuống hành lễ. Diệp Huyên kéo kéo tay áo ám tả, ông vừa mới nói sẽ không có ai đến gây chuyện với ta cơ mà. Ám tả. Văn Nhân Vũ cười, thấy bổn hầu mà không hành lễ chính là xem rẻ lễ phép, khinh thường phủ thần hầu, khinh thị thần đạo quốc. Y liếc ám tả đại nhân, theo ám luật nên xử trí thế nào? Ám tả gần giọng, tiểu hầu gia, người này được bệ hạ triệu kiến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Văn Nhân Vũ cười, ta có ngăn hắn đi gặp bệ hạ à? Ta chỉ nói hắn gặp ta mà không hành lễ, chính là phạm vào quốc pháp của thần đạo quốc. Ám tả nghe vậy thì cau mày, ông ta sao lại không nhận ra Văn Nhân Vũ rõ ràng là cố tình gây sự. Ám tả do dự, nói với Diệp Huyên, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyên trợn mắt, đừng nói ông muốn ta hành lễ với y chứ. Ám tả, thi lễ một cái là được. Văn Nhân Vũ nhìn Diệp Huyên với nụ cười trên môi, tay gõ quạt xếp. Diệp Huyên nhếch mép, y nói người thần đạo quốc thấy y phải hành lễ, nhưng ta không phải người nơi này. Văn Nhân Vũ bật cười, nhưng người đang đứng trên đất thần đạo quốc, thì phải theo luật pháp của thần đạo quốc. Diệp Huyên, vị công tử này. Ta nhớ ta đâu có thủ oán gì với ngươi. Văn Nhân Vũ đi đến, nhếch môi, chẳng phải bây giờ có rồi sao?
Diệp Huyên cười, kẻ trước đó bắt ta hành lễ là. Hình như tên A Đạo Linh, hiện nay đã không còn trên đời. Sắc mặt Văn Nhân Vũ thoát cái lạnh đi, đi bước tới hai bước, nói, được, vậy đánh ta xem. Khiêu khích. Diệp Huyên móc tiểu tháp ra đập xuống. Văn Nhân Vũ còn chưa kịp phản ứng đã nát bấy. Những người khác thấy vậy thì sửng sốt. Ám Tả cũng vậy, ông ta không ngờ Diệp Huyên lại bất thình lình ra tay nên không kịp ngăn cản. Diệp Huyên vươn tay gọi tiểu tháp trở về, nhìn hố đen không gian vừa bị đập vỡ, nói, đánh. Đánh cho ngươi chết luôn. Hắn nhìn sang Ám Tả, căm phẫn nói, ta ghét nhất thứ con ông cháu cha chỉ biết cậy vào tổ tiên như y. Quá mất mặt, nếu ai cũng như Diệp Huyên ta. Tiểu tháp xen vào, tiểu chủ đừng nói nữa, ta nghe mà xấu hổ dùm luôn. Con ông cháu cha mạnh nhất trên đời này là người chứ còn ai khác đâu. Diệp Huyên. Cả con đường lặng phắc như tờ sau cái chết của Văn Nhân Vũ. Văn Nhân Vũ. Tiểu hầu gia của phủ thần hầu. Mà tổ tiên trong phủ khi xưa chính là một trong những công thần từng theo thần hoàng thâu tóm thiên hạ năm xưa. Để tưởng thưởng cho Văn Nhân Thiên tổ tiên phủ thần hầu, thần hoàng đã đích thân ban chỉ, nói hậu duệ Văn Nhân tộc ngày sau chỉ cần không tạo phản thì có thể được miễn chết với bất kỳ tội trạng nào. Vậy mà giờ đây là có người dám giết tiểu hầu gia Văn Nhân tộc. Con trai độc nhất của nhà bọn họ. Lớn chuyện rồi. Đứng cạnh Diệp Huyên, sắc mặt Ám Tả cũng khó coi vô cùng. Bà mẹ! Tên này sao mà đụng ai cũng dám giết vậy? Điên rồi à? Diệp Huyên bỗng mở miệng, Ám Tả đại nhân còn đứng đó làm gì? Mau đưa ta đi gặp bệ hạ của các người đi chứ. Ám Tả, Diệp công tử, phiền phức lớn rồi. Diệp Huyên, nên mới càng phải đi gặp bệ hạ của các người. Bây giờ chỉ có người này mới bảo vệ được ta thôi đúng không? Ngươi cũng còn biết ai bảo vệ được ngươi à? Ám Tả im lặng. Nhưng ông ta không nghĩ ngợi nữa, lập tức dẫn hắn đến hoàng cung. Ám Tả biết chuyện bây giờ chỉ có bệ hạ đứng ra mới giải quyết được, cũng không khỏi thấy sợ Diệp Huyên. Nói chuyện không hợp nhau đã rút kiếm giết người, còn không thèm để ý đối phương là ai. Quá mức hung tàn. Hai người chưa đi được bao nhiêu bước thì thấy một lão già lưng gù xuất hiện, phía sau lão là 10 cường giả mặc khôi giáp tối tăm. Văn Nhân tộc. Thấy lão già lưng gù, Ám Tả trần trừ trước khi khẽ thi lễ, phu tiên đại nhân. Phu tiên. Không chỉ là một quản gia thông thường của Văn Nhân tộc mà còn từng là thống lĩnh cấm quân của Hoàng thất, sau khi rời khỏi chức vụ thì đến phủ thần hầu làm quản gia. Phu tiên nhìn Ám Tả rồi nhìn Diệp Huyên, không nói không rằng mà tung ra cú đấm về phía hắn. Một quyền này như có thiên quân vạn mã hừng hực lao tới. Khí thế ngút trời bao phủ Diệp Huyên trong nháy mắt. Diệp Huyên không lùi lại mà bước tới, rút kiếm chém ra. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Huyên lùi lại hơn trăm trượng trong nháy mắt. Phu tiên giẫm nhẹ chân, lao băng băng về phía hắn như hổ dữ sổng chuồng. Lại một cú đấm tung ra khiến thời không bốn phía vặn vẹo, hóa thành một lốc xoáy thời không. Diệp Huyên nheo mắt lại, bước lên trước, chỉ trong chớp mắt. Một quầng kiếm quang đã bao trùm lấy hắn và Vô Tiên. Mặt đất chấn động kịch liệt, kiếm quang vỡ nát, Diệp Huyên lại thối lui hơn trăm trượng, thấy Vô Tiên đã dừng lại và chuẩn bị tấn công thì vươn tay gọi tiểu tháp ra. Đúng lúc hắn chuẩn bị khởi động nó thì thấy một ông lão khác xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy người này, Ám Tả thở phào nhẹ nhõm. Mộc Tá. Người này là thần tướng đương triều, có uy vọng và quyền thế cực cao tại Thần Đạo Quốc. Phu tiên không tấn công nữa mà khẽ thi lễ với Mộc Tá, thần tướng đại nhân. Mộc Tá xoay người nhìn Diệp Huyên rồi nói với Phu tiên, bệ hạ triệu kiến hắn, có chuyện gì để sau hãy nói. Phu tiên hạ giọng, thần tướng đại nhân, Vũ công tử đã mất mạng. Mộc Tá cau mày, ta nói, bệ hạ triệu kiến hắn. Sắc mặt Phu tiên trở nên xấu xí. Đúng lúc này, có tiếng ho khan vọng đến từ xa. Mọi người nhìn theo, thấy một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp đi đến. Mộc Tá sa sầm mặt khi thấy bà ta. Đám Vô Tiên vội vã nghênh đón, quỳ xuống hô tham kiến chủ mẫu. Tư Đồ Kính, người cầm quyền hiện nay ở phủ thần hầu. Thấy Tư Đồ Kính đi đến, Mộc Tá chần chừ một thoáng rồi hơi thi lễ, lão phu nhân.
Tư Đồ Kính khẽ cười, lão phụ biết phủ thần hầu đã không còn như xưa, bàn về quyền thế quả thật không sánh bằng thần tướng đại nhân. Nhưng phủ thần hầu cũng sẽ không để người tùy ý làm nhục. Nói xong, bà ta khẽ rộng cây trượng trong tay xuống đất. Rầm. Mặt đất nứt toác, mấy trăm cái bóng mờ lao ra từ khắp bốn phía. Thần hầu vệ. Thấy cảnh này, sắc mặt Mộc Tá trở nên khó xem. Thần hầu vệ là thân binh của phủ thần hầu, chiến lực tối thiểu đều đến thần thể cảnh. Bỗng nhiên có hàng loạt cường giả bí ẩn xuất hiện quanh Mộc Tá. Chỉ 16 người, nhưng đều đến thần hồn cảnh. Bọn họ là thân binh của Mộc Tá. Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Tư Đề Kính nói với Mộc Tá, thần tướng đại nhân, phủ thần hầu ta không thù không oán, cũng không muốn trở mặt thành thù với ông. Chúng ta chỉ muốn đòi lại công bằng. Mộc Tá lắc đầu, lão phu nhân, hắn là người bệ hạ muốn gặp. Tư Đồ Kính liếc Diệp Huyên, vì sao? Mộc Tá lắc đầu, ta không rõ. Tư Đồ Kính nhìn Mộc Tá, hắn giết Vũ Nhi. Mộc Tá hạ giọng, để bệ hạ gặp hắn trước, được không lão phu nhân? Tư Đồ Kính im lặng. Các cường giả phủ thần hầu xung quanh đều quắc mắt chừng Diệp Huyên. Chỉ cần Tư Đồ Kính ra lệnh, bọn họ sẽ đồng loạt xông lên. Tư Đồ Kính bỗng mở miệng, đã vậy thì để bệ hạ gặp hắn trước đi. Mộc Tá thả lỏng ra trông thấy, sau khi gật đầu thì nói với Diệp Huyên, mời Diệp công tử. Y nhấc chân đi. Diệp Huyên thu kiếm về rồi đi theo. Tư Đồ Kính lại nói, thiếu niên kia. Diệp Huyên quay lại, thấy bà ta trừng trừng nhìn hắn, mặc kệ lai lịch ngươi ra sao, phủ thần hầu tất lấy đầu ngươi. Thấy Diệp Huyên đi đến trước mặt Tư Đồ Kính. Mộc Tá cao mày, Diệp công tử, đừng làm bậy. Diệp Huyên cười, Mộc Tá đại nhân không thấy bà ta mới là người uy hiếp ta sao? Mộc Tá lạnh lùng đáp, Diệp công tử nếu làm bậy thì không ai bảo vệ được ngươi cả. Diệp Huyên, ta làm bậy. Nực cười, ta vừa đặt chân vào thành đã bị người phủ thần hầu đến ức hiếp. Chẳng lẽ chỉ cho bọn hắn nhục mạ người khác, không cho người khác làm ngược lại? Hay là luật lệ thần đạo quốc này chính là bắt nạt kẻ yếu, chỉ nhằm vào bình dân? Mộc Tá nhìn hắn, Diệp công tử ăn nói cẩn thận. Diệp Huyên bật cười, được, ta sẽ cẩn thận, đi gặp bệ hạ của các ngươi thôi, Mộc Tá đại nhân. Hắn nhấc chân đi. Mộc Tá nhìn một cái rồi đi theo. Hai người kia đi mất rồi, Tư Đồ Kính nói, truyền lệnh ta, lập tức tung tin kẻ này lấy mạng Vũ Nhi và Linh công chúa ra ngoài. Vô Tiên gật đầu, vâng. Sắc mặt lão đanh lại khi nhận ra lão phu nhân muốn khống chế dư luận. Vì sao phải làm vậy? Bởi vì đối phương không đơn giản. Tư Đồ Kính, vì sao Vũ Nhi lại đi gây sự với hắn? Một cường giả phủ thần hầu nói, bẩm lão phu nhân, vì có người nói cho thiếu gia biết thiếu niên kia giết Linh công chúa, thiếu gia mới đi tìm hắn. Sắc mặt Tư Đồ Kính xa sầm, là Linh Sơn. Cường giả kia gật đầu. Tư Đồ Kính nhắm mắt, sắc mặt lạnh như băng, hay cho Linh Sơn, dám lợi dụng phủ thần hầu ta. Bà ta biết phủ thần hầu đã bị Linh Sơn lợi dụng. Cường giả kia, lão phu nhân, lai lịch của thiếu niên kia e rằng không đơn giản. Tư Đồ Kính vô cảm nói, dám giết công chúa thần đạo quốc ta thì sao có thể đơn giản. Nhưng mặc kệ hắn là người phương nào, phủ thần hầu ta tất lấy đầu hắn, tế hồn thiêng Vũ Nhi. Sau đó bà ta rời đi. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ phủ thần hầu bắt đầu vào guồng. Sức ảnh hưởng của họ ở thần đạo quốc không hề nhỏ, vì vậy chẳng mất bao lâu, vô số quan lại thần đạo quốc đã tất bật vào cung, chuẩn bị can gián. Diệp Huyên và Mộc Tá lúc này đã đi đến cổng hoàng cung. Mộc Tá nói với Diệp Huyên, Diệp công tử có biết lễ nghi không? Diệp Huyên cười, ý ông là ta phải hành lễ khi gặp bệ hạ các người. Mộc Tá, chỉ có bệ hạ mới bảo vệ được ngươi lúc này. Diệp Huyên lại hỏi, kiếm của ta đang ở trong tay nàng ta, đúng không? Hắn cảm nhận được kiếm Thanh Huyên đang ở trong đại điện này. Mộc Tá gật đầu, phải. Diệp Huyên cười rồi bước vào, thấy một người phụ nữ bên trong, chính là thần đạo lĩnh. Thấy Diệp Huyên bước vào, thần đạo lĩnh đặt quyển tấu chương trong tay xuống. Chỉ vào một chồng khác trước mặt, tổng cộng 1.280 quyển tấu chương, đều yêu cầu lập tức xử tử ngươi. Nàng ta chậm rãi đi xuống, nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ta biết tiểu tử ngươi không đơn giản,
lại không ngờ ngươi tuyệt tình đến vậy. Trước giết một công chúa thần đạo quốc ta, sau giết tiểu hầu gia phủ thần hầu, lại không chừa đường lui. Ngươi làm thế này, ta có muốn bảo vệ ngươi cũng không được. Diệp Huyên chỉ cười, ta chưa từng chủ động trêu vào các người. Thần đạo lĩnh chớp mắt, có quan trọng không? Không, ngươi hẳn cũng hiểu đạo lý thành lập dựa trên thực lực, nếu không có thì có nói lý lẽ cũng chỉ tự chuốc họa vào thân thôi. Diệp Huyên khẽ cười, ta hiểu. Thần đạo lĩnh cười, vậy ngươi nói ta nghe xem, ngươi phải làm thế nào để sống? Diệp Huyên, chẳng phải cô biết rõ hơn ta sao? Thần đạo lĩnh vươn tay gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện, cười hỏi, người tạo nên nó là gì của ngươi? Diệp Huyên đĩnh đạc nói, muội muội ta. Muội muội. Khóe môi thần đạo lĩnh cong lên, nàng ấy chính là người đứng sau lưng, là chỗ dựa vững chắc cho ngươi, đúng chứ? Diệp Huyên, cô muốn làm gì? Thần đạo lĩnh mỉm cười, Diệp công tử, ngươi sống được hay không, còn phải xem người rèn kiếm này có mạnh hay không. Nàng ta vận lực, truyền một luồng sức mạnh thần bí vào kiếm Thanh Huyên. Ầm. Thanh kiếm chấn động, thời không trước mặt thần đạo lĩnh vặn xoắn lại. Một chốc sau, thần đạo lĩnh ngẩng đầu nhìn, sau vài tức thì cười nói, Diệp công tử, ta cảm nhận được người đó rồi. Vừa dứt lời, thân thể nàng ta mờ dần đi, một khắc sau đã xuyên qua vô số thời không, đặt chân đến một tinh vực không biết tên. Ở cách đó không xa là cô gái váy trắng đang lẳng lặng đứng, mà trước mặt nàng ấy là hơi 10.000 cường giả bí ẩn đang quỳ xuống. Không chỉ vậy, sắc mặt ai nấy đều hoảng sợ vô cùng, thân thể phát run. Cô gái váy trắng quay lại nhìn thần đạo lĩnh, việc gì? Thần đạo lĩnh mỉm cười, ta là quốc chủ thần đạo quốc. Tính mạng của đại ca ngươi tùy thuộc vào một suy nghĩ của ta. Hả, thần đạo quốc, cô gái váy trắng nhướng mày, vươn tay gọi kiếm hành đạo ra, chỉ hướng xem. Thần đạo quốc ở đâu? Nghe thấy lời của cô gái váy trắng, sắc mặt những cường giả thần bí sau lưng nàng ấy đều thay đổi, ai cũng đều nằm bò xuống, người không ngừng run rẩy, rõ ràng là rất sợ hãi. Cách chỗ bọn họ mấy vạn trượng là một vùng đen kịt, ngay cả thời không tầng 10 cũng đã bị chôn vùi. Nơi đó vốn là nhà của bọn họ. Một khắc trước, cô gái váy trắng cũng hỏi bọn họ vấn đề này, một khắc sau, nhà của bọn họ đã không còn nữa. Thần đạo lĩnh nhìn cô gái váy trắng, nhà ta ở đâu? Cô gái váy trắng lắc đầu, không cần ngươi chỉ nữa. Dứt lời, kiếm hành đạo trong tay nàng ấy đột nhiên bay lên. Thấy cô gái váy trắng ra tay, con người của thần đạo lĩnh co lại, dù chỉ là một hư ảnh. Nhưng nàng ta cũng không dám xem thường, mà khi nàng ta muốn ra tay, thanh kiếm trông có vẻ rất chậm này đột nhiên đâm vào giữa chân mày nàng ta. Oanh! Thân thể thần đạo lĩnh lập tức trở nên hư ảo. Thần đạo lĩnh nhìn cô gái váy trắng, xem thường ngươi rồi. Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên trợn mắt. Trong hoàng cung của thần đạo quốc, có một thanh kiếm đột nhiên đâm vào giữa chân mày của nàng ta. Bản thể của thần đạo lĩnh trợn tròn mắt. Tỏ vẻ khó tin. Sao có thể? Đó là suy nghĩ trong đầu nàng ta lúc này. Sao đối phương có thể cách vô số tinh vực dùng một kiếm đâm chết bản thể của nàng ta chứ? Chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Lúc này, thân thể và linh hồn của nàng ta đang tan biến bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Hơi thở tử vong khiến đầu óc thần đạo lĩnh trở nên tỉnh táo. Thần đạo lĩnh vội vàng nhìn về phía Diệp Huyên, ta biết niệm cô nương. Diệp Huyên cất lời, Thanh Nhi, tha mạng cho nàng ta đi. Hắn vừa lên tiếng, thanh kiếm giữa chân mày thần đạo lĩnh đột nhiên biến mất, thân thể nàng ta mềm nhũn, lập tức ngã xuống. Trong tinh không không biết tên, cô gái váy trắng mở lòng bàn tay, một tia kiếm quang bay tới tay nàng ấy, chính là kiếm hành đạo. Cô gái váy trắng xoay người nhìn đám cường giả thần bí trước mặt, có muốn sống không? Mọi người đồng loạt gật đầu. Cô gái váy trắng mở tay trái, một bức tranh xuất hiện trong tay nàng ấy mở bức tranh ra, ca ca của ta. Mọi người đều ngơ ngác. Có ý gì vậy? Thấy mọi người không trả lời, cô gái váy trắng khẽ nhíu mày, sắc mặt mấy người kia lập tức thay đổi, người đàn ông dẫn đầu vội nói, bắt đầu từ bây giờ. Ca ca của tiền bối chính là ca ca của chúng ta, không, là chủ nhân của chúng ta. Chúng ta sẽ đi theo chủ nhân. Nói xong, y và những cường giả thần bí kia đều xoay người rời đi.
Thấy cô gái váy trắng không ra tay, người đàn ông dẫn đầu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp! Suýt chút nữa là chết cả đám rồi. Đây rốt cuộc là thần tiên từ đâu đến vậy? Lúc này, một ông lão trầm giọng nói, Đại Thiên Tôn, chúng ta nên làm gì đây? Đại Thiên Tôn im lặng một lát rồi nói, đi tìm thiếu niên kia. Ông lão nhíu mày, thật sự phải nhận thiếu niên kia làm chủ sao? Đại Thiên Tôn nổi giận, sao vậy, nhận hắn làm chủ nhân, chúng ta thiệt thòi lắm à? Ông lão hơi do dự, sau đó nói, dù gì chúng ta cũng là nền văn minh cấp 10, đi nhận người khác làm chủ nhân. Đại Thiên Tôn nhìn chằm chằm ông lão, nền văn minh cấp 10. Ông thấy rồi đây, ngay cả một kiếm của người ta mà chúng ta còn không đỡ được. Cả một kiếm cũng không đỡ được đấy. Sắc mặt ông lão hơi khó coi. Đại Thiên Tôn chậm rãi nhắm mắt lại, vì sao nàng ta không giết chúng ta? Là vì nhân từ sao? Không, là vì chúng ta đồng ý thần phục ca ca của nàng ta. Hiểu chưa? Ông lão gật đầu, hiểu rồi. Có điều chúng ta phải tìm đến thiếu niên kia bằng cách nào? Đại Thiên Tôn im lặng một lát rồi nói, không phải vừa có phân thân của một cô gái đến đây sao? Chúng ta có thể thông qua dấu ấn thời không nàng ta để lại đi tìm nàng ta, có lẽ nàng ta biết thiếu niên kia ở đâu. Dứt lời, y lập tức dẫn theo các cường giả sau lưng cùng biến mất. Trong đại điện thần đạo quốc, Diệp Huyên ngồi một bên chậm rãi uống trà. Còn thần đạo lĩnh thì đang chữa thương, dù cô gái váy trắng đã thu hồi chiêu kiếm kia, nhưng chiêu kiếm đó vẫn làm trọng thương thần hồn của nàng ta, lúc này, nàng ta đang rất yếu. Một lúc lâu sau đó, sắc mặt thần đạo lĩnh dễ nhìn hơn không ít, nàng ta nhìn Diệp Huyên đang ngồi ở cách đó không xa, nàng là ai? Diệp Huyên nói, muội muội của ta. Thần đạo lĩnh im lặng. Diệp Huyên nhìn nàng ta, cô tên gì? Thần đạo lĩnh đáp, thần đạo lĩnh. Diệp Huyên gật đầu, lĩnh cô nương, chúng ta nói lý lẽ một chút đi. Lúc trước ta từng gặp công chúa của quý quốc, cũng chính là thần đạo linh kia, nàng cứ bắt ta phải hành lễ với nàng, ta không làm, nàng lập tức ra tay với ta, sau đó ta giết nàng. Lĩnh cô nương, cô nói đây là ai sai? Thần đạo lĩnh nhìn Diệp Huyên, người ra tay trước là người sai. Diệp Huyên cười nói, ta đến thần đạo quốc. Tiểu hầu gia của thần hầu phủ đột nhiên gây chuyện với ta. Thần đạo lĩnh nhẹ giọng nói, Diệp công tử, ta hiểu ý ngươi rồi. Diệp Huyên lắc đầu, cô không hiểu. Thanh Nhi ra tay, cô mới chịu ngồi đây nghe ta kể đầu đuôi mọi chuyện. Nếu Thanh Nhi không ra tay, cô sẽ không thèm nghe lời ta nói, giống như lời cô nói trước đây vậy, đạo lý được xây dựng trên nền tảng thực lực. Dứt lời, hắn đứng dậy đi tới trước mặt thần đạo lĩnh, lĩnh cô nương. Ta thật sự rất muốn giết cô thậm chí là tiêu diệt thần đạo quốc của cô. Vì từ đầu đến giờ ta thật sự rất tức giận, nhưng ta đã không bảo Thanh Nhi làm thế, cô có biết tại sao không? Nói đến đây, hắn bước ra ngoài điện. Thần đạo lĩnh đột nhiên nói, Diệp công tử, ta muốn biết lý do. Dù sao nếu khi nãy ngươi không lên tiếng thì có lẽ ta đã chết rồi. Diệp Huyên cười nói, là vì niệm tỷ, ta có thể không nể mặt người khác. Nhưng nhất định phải nể mặt niệm tỷ. Nói xong, hắn đi ra khỏi đại điện. Ở ngoài đại điện, hắn gặp tư đồ kính của thần hầu phủ, sau lưng tư đồ kính còn có một đám quan viên của thần đạo quốc. Tư đồ kính nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Lúc này, một ông lão đột nhiên tức giận chỉ vào Diệp Huyên, người chính là người đã giết Linh công chúa và tiểu hầu gia đúng không? Diệp Huyên gật đầu, cười đáp, là ta. Ông lão nổi giận, láo xược, nơi này là thần đạo quốc, đâu phải chỗ cho ngươi phách lối, người đâu, bắt hắn lại. Mấy binh sĩ sau lưng ông ta lập tức muốn tiến lên vây bắt Diệp Huyên, mà lúc này, thần đạo lĩnh đi ra từ trong đại điện, nhìn thấy nàng ta, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, vội vàng quỳ xuống, bái kiến bệ hạ. Tư đồ kính không quỳ mà chỉ hơi cúi người. Nét mặt thần đạo lĩnh không chút cảm xúc, có chuyện gì? Ông lão kia vội nói, bệ hạ, tên này giết chết Linh công chúa, sau đó giết tiểu hầu gia của thần hầu phủ, tội ác ngút trời, mong bệ hạ lập tức xử tử hắn, Chu Di cửu tộc. Chu Di cửu tộc. Khóe miệng thần đạo lĩnh khẽ giật, lúc này, nàng ta bỗng nhớ tới cô gái váy trắng. Ông lão còn muốn nói tiếp thì đã bị thần đạo lĩnh ngắt lời, im miệng. Nghe vậy, ông lão sững sờ.
Những quan viên khác của thần đạo quốc cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, Tư Đồ Kính dẫn đầu xa sầm mặt. Lúc này, thần đạo lĩnh mở lòng bàn tay, một lệnh bài màu vàng sẫm chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Huyên, nhìn thấy lệnh bài màu vàng này, tất cả quan viên thần đạo quốc đều thay đổi sắc mặt. Lệnh thần hoàng. Đây là lệnh bài cao cấp nhất, vì đây là do thần hoàng năm đó để lại, thấy lệnh bài là như thấy thần hoàng, dù là quốc chủ đương thời nhìn thấy lệnh bài này cũng phải hành lễ. Chẳng những thế, thứ này còn có thể điều động bất cứ một đội quân nào trong thần đạo quốc, có thể nói, quyền lợi của lệnh bài này chỉ đứng sau quốc chủ thần đạo quốc thần đạo lĩnh mà thôi. Vì tính đặc biệt của lệnh thần hoàng này, nên từ khi khai quốc đến nay, nó chưa từng rời khỏi thần đạo quốc, vẫn luôn do quốc chủ các triều đại của thần đạo quốc giữ. Hơn nữa, lệnh thần hoàng này còn có thể được xem là tín vật của quốc chủ thần đạo quốc. Vì quyền lợi của nó thật sự quá lớn. Quốc chủ các triều đại của thần đạo quốc đều không dám đưa nó cho người ngoài. Mà lúc này, thần đạo lĩnh lại muốn tặng nó cho thiếu niên này. Tất cả cường giả của thần đạo quốc đều ngạc nhiên. Sắc mặt của Tư Đồ Kính thoáng chốc trở nên tái mét, lúc này, tay bà ta còn đang run rẩy. Thần đạo lĩnh nhìn Diệp Huyên, người cầm lấy thứ này, sau này có thể tránh được rất nhiều phiền phức không cần thiết. Diệp Huyên nhìn lệnh thần hoàng, lắc đầu, vô công bất thụ lộc, ta không nhận. Nói xong, hắn đi về phía xa. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, những quan viên thần đạo quốc xung quanh suýt ngất xỉu. Hắn không lấy. Hắn không lấy lệnh thần hoàng. Một vài quan viên của thần đạo quốc cũng không nhịn được chửi tục. Không ngờ hắn lại từ chối lệnh thần hoàng. Lúc này, thần đạo lĩnh xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, lệnh bài này có thể giúp ngươi giảm bớt rất nhiều phiền phức, ta nghĩ ngươi cũng không muốn gặp phải những phiền phức không đâu giống như chuyện lúc trước, phải không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó cầm lấy lệnh thần hoàng rồi xoay người rời đi, đi được mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía thần đạo lĩnh, học viện nữ tử ở đâu? Thần đạo lĩnh ra lệnh, Mộc Tá thần tướng, dẫn Diệp công tử đến học viện nữ tử. Mộc Tá đi tới trước mặt Diệp Huyên, hơi hành lễ, Diệp công tử đi theo ta. Nói xong, y đưa tay ra dấu mời. Diệp Huyên nhìn Mộc Tá, sau đó nói, phiền ngươi dẫn đường. Mộc Tá vội đáp, không dám. Nói xong, y dẫn Diệp Huyên biến mất ở cuối chân trời. Trước cửa hoàng cung, mấy quan viên thần đạo quốc đều ngơ ngác. Lúc này, thần đạo lĩnh lên tiếng, ngoài Tư Đồ lão phu nhân, những người khác lui xuống đi. Mấy quan viên của thần đạo quốc vội cung kính hành lễ, sau đó lui xuống. Bọn họ không bị ngốc, đương nhiên nhìn ra có gì đó không đúng. Thiếu niên kia đã có được lệnh thần hoàng, mà bệ hạ có thể tùy tiện tặng nó cho người khác sao? Câu trả lời đương nhiên là không. Sau khi mọi người rời đi, Tư Đồ Kính nhìn về phía thần đạo lĩnh, bệ hạ, mối thù của thần hầu phủ ta. Thần đạo lĩnh nhìn thẳng vào Tư Đồ Kính, đừng động vào hắn. Tư Đồ Kính trầm giọng nói, bệ hạ, Vũ Nhi chết rồi. Thần đạo lĩnh nhẹ giọng nói, nếu bà muốn báo thù thì người chết không chỉ có Văn Nhân Vũ, mà là toàn bộ cả tộc của bà. Nghe vậy, nét mặt Tư Đồ Kính cứng đờ, một lát sau, bà ta chậm rãi quỳ xuống, không nói một lời. Thần đạo lĩnh đi tới trước mặt Tư Đồ Kính, sau đó nói, thần hầu có sống lại cũng phải nhịn. Lão phu nhân, nếu bà lại gây chuyện với hắn, ta sẽ tiêu diệt thần hầu phủ. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Tư Đồ Kính ở sau lưng im lặng không nói một lời, nét mặt bình tĩnh lạ thường. Mộc Tá dẫn Diệp Huyên đi tới học viện nữ tử, học viện nữ tử không nằm trong đế đô, mà nằm ở Ung Thành bên ngoài đế đô. Trên đường, Mộc Tá kiên nhẫn giới thiệu cho Diệp Huyên, Ung Thành là một tòa thành nhỏ, vì ở nơi hẻo lánh, hơn nữa bốn phía đều là sa mạc, cho nên tòa thành này gần như không có người sống. Bệ hạ vốn muốn cho Mộ Niệm Niệm cô nương mở học viện ở đế đô, nhưng lại bị nàng từ chối, chúng ta cũng không biết vì sao nàng lại chọn một nơi hẻo lánh như thế. Diệp Huyên khẽ mỉm cười. Niệm tỷ. Thật ra hắn rất mong chờ được nhìn thấy Niệm tỷ, vì đã lâu không được gặp nàng rồi. Mộc Tá nhìn Diệp Huyên, lại nói, Diệp công tử, cậu có biết bệ hạ cho cậu lệnh bài gì không? Diệp Huyên mở lòng bàn tay. Lệnh thần hoàng xuất hiện, thứ này quý giá lắm sao? Mộc Tá trầm giọng nói, Diệp công tử, đây là lệnh thần hoàng,
vô cùng quý giá, cậu có thể dùng nó điều động bất cứ đội quân nào của thần đạo quốc. Diệp Huyên nhìn y, bất kỳ đội quân nào. Mộc Tá gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói, vậy thì lệnh bài thần hoàng này quý giá lắm. Mộc Tá nhìn Diệp Huyên, vô cùng quý giá. Diệp Huyên cười khẽ, không nói gì thêm. Nửa canh giờ sau, Mộc Tá dẫn Diệp Huyên đến Ung Thành. Khi đi tới Ung Thành, Mộc Tá hơi khiếp sợ, vì y phát hiện nơi này người đến người đi, ngựa xe như nước, rất náo nhiệt sầm uất. Chẳng những thế, trong Ung Thành còn có một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Mộc Tá thầm thấy ngạc nhiên, Ung Thành này thay đổi lớn thế. Sau khi đi vào thành, hai người đi thẳng đến học viện nữ tử. Học viện nữ tử nằm trên một ngọn núi lớn, khi hai người đi tới dưới chân núi, một cô gái tướng mạo thanh tú đột nhiên xuất hiện. Cô gái nhìn Diệp Huyên và Mộc Tá, cười nói, cho hỏi hai vị tiên sinh đi đâu vậy? Mộc Tá đáp, cô nương, Diệp công tử này muốn gặp viện trưởng của các cô. Cô gái nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử. Diệp Huyên gật đầu, cô nói một tiếng với Niệm tỷ là ta đến. Cô gái chớp mắt, người biết viện trưởng sao? Diệp Huyên gật đầu, cô gái cười nói, viện trưởng không có ở đây. Diệp Huyên nhíu mày, không có ở đây. Cô gái gật đầu, mấy hôm trước nàng đã dẫn mấy người nhóm An cô nương đi rồi. Diệp Huyên hỏi, đi đâu? Cô gái lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyên trầm giọng nói, bây giờ học viện do ai quản lý? Cô gái đáp, Đinh đạo sư. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó nói, dẫn ta đi gặp nàng. Cô gái hơi do dự, sau đó nói, đợi ta đi thông báo một tiếng. Diệp Huyên gật đầu, được. Cô gái đang muốn xoay người rời đi thì có một giọng nói vang lên từ trên núi, cho hắn vào. Nghe vậy, cô gái thoáng ngây người, sau đó quay đầu nhìn Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu. Hắn nhìn Mộc Tá thần tướng, chúng ta tạm biệt ở đây đi. Mộc Tá gật đầu, Diệp công tử bảo trọng. Sau đó, y xoay người rời đi. Diệp Huyên đi theo cô gái đến đỉnh núi, trong một trạch viện nhỏ, hắn lại gặp một người phụ nữ. Hắn biết người phụ nữ này, chính là Đinh cô nương. Diệp Huyên cúi chào, Đinh Di. Đinh cô nương cười nói, vốn cứ tưởng một khoảng thời gian nữa cậu mới đến. Không ngờ cậu lại đến nhanh vậy. Diệp Huyên cười đáp, Đinh Di, ta không ngờ là gì cũng ở đây. Đinh cô nương nhìn Diệp Huyên, vô gian cảnh. Diệp Huyên gật đầu. Đinh cô nương đứng dậy, đi theo ta. Nói xong, bà ấy đi đến một nơi, Diệp Huyên vội vàng đi theo. Trên đường đi, Đinh cô nương hỏi, tiếp theo cậu có dự tính gì không? Diệp Huyên trầm giọng đáp, nâng cao thực lực. Đinh cô nương cười nói, cách tốt nhất để nâng cao thực lực là chiến đấu. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Đinh cô nương lại nói, Niệm cô nương bảo, nếu cậu đến thì dẫn cậu đến một nơi. Diệp Huyên hơi tò mò, nơi nào? Đinh cô nương đáp, Vạn Vực Chi Thành. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Vạn Vực Chi Thành. Đinh cô nương dừng bước, bà ấy nhìn về phía Diệp Huyên, đưa tiểu tháp và kiếm thanh huyên của cậu cho ta. Diệp Huyên thoáng do dự, sau đó đưa hai thứ đó cho Đinh cô nương. Đinh cô nương nói, ta tạm thời giữ thay cậu. Sau đó, bà ấy chỉ vào một truyền tống trận ở cách đó không xa, đi vào đi. Diệp Huyên chần chừ, sau đó hắn hỏi, Đinh Di, bên trong có nguy hiểm không? Đinh cô nương gật đầu, rất nguy hiểm. Diệp Huyên. Đinh cô nương cười nói, cậu sợ à? Diệp Huyên cười đáp, sợ cái gì chứ? Dứt lời, hắn nhìn tiểu tháp trong tay Đinh cô nương, Đinh Di, tiểu tháp này có thể đi vào với ta không? Đinh cô nương cười hỏi, cho ta một lý do. Diệp Huyên đáp, ta cùng nó vào sinh ra tử nhiều năm như thế cũng có tình cảm. Hơn nữa lần này đi vào lịch luyện, ta cũng muốn dẫn nó theo cùng. Đinh cô nương nhìn Diệp Huyên một lát rồi cười nói, được. Sau đó, bà ấy đưa tiểu tháp cho Diệp Huyên. Sau khi nhận lấy tiểu tháp, Diệp Huyên cúi người, vậy ta đi đây Đinh Di. Nói xong, hắn đi vào trong truyền tống trận khởi động, Diệp Huyên lập tức biến mất. Sau khi Diệp Huyên biến mất, Đinh cô nương im lặng một lát rồi xoay người rời đi. Trong Hoàng cung thần đạo quốc,
Mộc Tá đi tới trước mặt Thần Đạo Lĩnh, cúi người, bệ hạ, Diệp công tử đi tới Vạn Vực Chi Thành rồi. Thần Đạo Lĩnh nhíu mày, Vạn Vực Chi Thành. Mộc Tá gật đầu. Nàng ta im lặng. Mộc Tá thoáng do dự, sau đó hỏi, bệ hạ đang lo lắng điều gì? Thần Đạo Lĩnh nhẹ giọng nói, Vạn Vực Chi Thành, cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải tiếp xúc với Man Hoang Chi Địa. Mộc Tá trầm giọng hỏi, bệ hạ đang lo Diệp công tử sẽ gia nhập vào Man Hoang Chi Địa sao? Thần Đạo Lĩnh gật đầu. Mộc Tá xa sầm mặt, bệ hạ, trong tay Diệp công tử có lệnh thần hoàng, nếu hắn thật sự gia nhập vào Man Hoang Chi Địa thì sẽ mang đến tai họa hủy diệt cho thần đạo quốc chúng ta. Thần Đạo Lĩnh im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói, cứ quan sát đã. Mộc Tá hành lễ, bệ hạ, chỉ sợ tình huống bất ngờ xảy ra thôi, xin bệ hạ lập tức thu hồi lệnh thần hoàng. Thần Đạo Lĩnh nhìn Mộc Tá, vừa mới tặng đi đã muốn lấy lại, ta không mặt dày như ngươi. Mộc Tá nghiêm túc nói, nhưng bệ hạ, một khi Diệp thiếu kia qua lại thân thiết với Man Hoang Chi Địa, vậy chúng ta. Thần Đạo Lĩnh nhẹ giọng nói, đừng lo bỏ trắng răng nữa. Diệp công tử này rất cứng đầu, lần này hắn đến Vạn Vực Chi Thành sẽ chỉ gây họa thôi, hơn nữa còn gây họa lớn, cho nên chúng ta chỉ cần ngồi xem thôi. Nói xong, nàng ta như nhớ đến điều gì, khẽ nhíu mày, truyền lệnh đến Vạn Vực Chi Thành, không ai trong thần đạo quốc chúng ta được gây chuyện với hắn. Mộc Tá cười khổ, hay là thôi đi, chúng ta càng làm thế, có lẽ những tiểu tử kia lại càng gây chuyện. Thần Đạo Lĩnh gật đầu, vậy thì tùy bọn họ. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Không biết đã bao lâu trôi qua, Diệp Huyên mở mắt, lúc này, hắn đã đứng trước một tòa thành cũ. Trời tối, mây đen khắp nơi, vô cùng một ngạt. Tòa thành trước mặt hắn có vẻ rất lâu đời và cũ nát, nhưng lại có mùi máu tanh gay mũi tản ra. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đây không phải một nơi yên bình. Nói xong, hắn đi vào trong thành, lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, trên tường thành ở cách đó không xa có một người đàn ông đang nhìn hắn chằm chằm, trong tay người đàn ông cầm một con dao găm, trên dao găm vẫn còn dính máu tươi. Diệp Huyên không để ý đến người đàn ông mà tiếp tục đi vào thành. Lúc này, người đàn ông kia đột nhiên cười nói, huynh đệ dừng bước. Diệp Huyên nhìn hắn ta nhếch miệng cười, gần đây tiểu đệ hơi túng thiếu, muốn mượn huynh đệ chút hồn tinh, huynh yên tâm. Ta chắc chắn có mượn có trả. Cướp. Diệp Huyên cười nói, muốn bao nhiêu? Người đàn ông cười khà khà, 1 triệu viên đi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt người đàn ông, bên trong vừa khéo có 1 triệu viên hồn tinh. Người đàn ông sửng sốt, cứ thế cho luôn à. Diệp Huyên lại tiếp tục đi vào thành. Người đàn ông nhìn chiếc nhẫn trước mặt, hơi ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên hắn ta ăn cướp thuận lợi như thế. Người đàn ông nhìn nhẫn chứa đồ, sau đó đuổi theo Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn hắn ta, sao vậy, không đủ à? Người đàn ông trầm giọng nói, đây là lần đầu tiên huynh đệ đến Vạn Vực Chi Thành sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Người đàn ông cười hỏi, huynh đệ có biết Vạn Vực Chi Thành này là nơi nào không? Diệp Huyên lắc đầu, lần đầu tiên đến, không biết gì cả. Người đàn ông cười nói, ta tên Kha Tà, người của thần đạo quốc. Thần đạo quốc. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, Diệp Huyên. Người đàn ông trầm giọng nói, Diệp Huynh, huynh đi thế này rất dễ xảy ra vấn đề. Diệp Huyên cười hỏi, dễ bị cướp sao? Kha Tà gật đầu, hắn ta nhìn xung quanh, sau đó nói, đi theo ta. Dứt lời, hắn ta dẫn Diệp Huyên đi sang bên phải, lúc này. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, người đàn ông nhìn Kha Tà, sau đó nhìn Diệp Huyên với ánh mắt không có ý tốt. Kha Tà cười nói, Lý Tạp, hắn là người quen của ta. Lý Tạp lạnh lùng nhìn Kha Tà, người quen của ngươi. Kha Tà gật đầu, đúng thế. Lý Tạp hỏi, người của ngươi không biết điều thế à? Kha Tà híp mắt, sao nào? Không thể nể mặt ta một chút ư? Lý Tạp cười châm chọc, nể mặt. Kha Tà, tại sao lão tử phải nể mặt ngươi? Đừng tưởng lão tử không biết ngươi vừa lấy được lợi ích từ hắn ta. Ngươi nhận được lợi ích một mình lại bảo chúng ta nể mặt ngươi. Nể mặt mẹ nhà ngươi. Nói xong, gã tức giận chỉ vào Diệp Huyên, không đưa lão tử 1 triệu hồn tinh, hắn đừng hòng đi qua con đường này.
Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Phập. Kha Tà còn chưa kịp phản ứng, Lý Tạp đã bị Diệp Huyên đâm một kiếm vào cổ họng. Giết chết trong nháy mắt. Kha Tà ngơ ngác. Lý Tạp cũng ngơ ngác. Tay phải của Diệp Huyên ghì mạnh, kiếm xuyên qua cổ họng của Lý Tạp, máu tươi bắn tung tóe. Lý Tạp nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ oán hận, ngươi, giả vờ yếu ớt. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, nhẫn chứa đồ của Lý Tạp bay vào tay hắn, Lý Tạp còn muốn nói gì đó, nhưng hắn lại vung thêm một kiếm. Vụt! Lý Tạp cứ thế tan biến. Thấy cảnh này, khóe miệng Kha Tà khẽ giật, mẹ kiếp, tên này mạnh thế. Thấy Diệp Huyên muốn đi, Kha Tà vội đuổi theo, Diệp Huynh, Huynh đến vạn vực chi thành làm gì? Diệp Huyên vô thức đáp, ta đến để huynh hoang, à không phải, ta đến để lịch luyện một phen. Kha Tà. Nét mặt Kha Tà hơi kỳ lạ. Tên này đến để ra vẻ à? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Kha Tà huynh, có thể nói cho ta nghe về vạn vực chi thành này không? Kha Tà vội gật đầu, đương nhiên vạn vực chi thành chia làm ba trận doanh, một là thần đạo quốc ta, hai là man hoang chi địa, ba là thiên uyên thánh môn. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, man hoang chi địa, thiên uyên thánh môn. Kha Tà gật đầu, man hoang chi địa là kẻ thù không đội trời chung của thần đạo quốc ta, năm đó khi thần hoàng bệ hạ chinh phạt chư thiên vạn giới, man hoang thần tộc của man hoang chi địa đã thể không thần phục, vì thế, thần hoàng đuổi bọn họ đến đại lục man hoang vô cùng xa xôi, cũng chính là man hoang chi địa. Mà hôm nay, man hoang thần tộc này khôi phục chút nguyên khí, vẫn luôn chống lại thần đạo quốc ta. Diệp Huyên hơi khó hiểu, năm đó vì sao thần hoàng không thẳng thừng tiêu diệt man hoang thần tộc luôn? Kha Tà lắc đầu, không biết. Diệp Huyên gật đầu, vậy thiên uyên thánh môn thì sao? Kha Tà đáp, thiên uyên thánh môn này từng là tông môn đứng đầu, cũng là tông môn đứng đầu bây giờ, năm đó khi thần hoàng còn chưa xuất thế, bọn họ là tông môn đứng đầu chư thiên vạn giới. Hơn nữa, hình như thần hoàng còn có mối quan hệ sâu xa với bọn họ. Có điều sau đó không biết vì sao mà bọn họ lại rời tông môn đi xa, chưa từng bước vào thần đạo quốc nữa. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Dứt lời, hắn nhìn xung quanh, bình thường có đánh nhau không? Kha Tà trầm giọng nói, bình thường không đánh nhau. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không đánh nhau. Kha Tà gật đầu, chẳng những thế, mọi người còn hay giao dịch với nhau nữa. Dứt lời. Hắn ta chỉ về phía con phố xa xa, đó là chợ đen, nếu có bảo vật gì, huynh có thể đến bán ở đó. Diệp Huyên nhìn con phố phía xa, trên phố có rất nhiều người đang bày sạp. Kha Tà nói, đó là nơi an toàn duy nhất trong tòa thành, vì không ai dám ra tay ở đó, nơi đó được lão đại của ba thế lực bảo vệ. Đương nhiên muốn đi vào đó bán đồ, cho dù bán cái gì cũng phải nộp 10% tiền giao dịch cho lão đại của ba thế lực. Diệp Huyên hơi tò mò, lão đại của ba thế lực. Kha Tà gật đầu, lão đại của thần đạo quốc chúng ta là Phương Lâm, lai lịch của người này khá thần bí, nghe đồn hắn ta là thế tử của Thái Nhất Tộc, thế tộc đứng đầu thần đạo quốc, cũng có người đồn hắn ta là người của Hoàng Thất. Không ai biết thân phận thực sự của hắn ta. Diệp Huyên hơi tò mò, so với thần hầu phủ, Thái Nhất Tộc này thế nào? Kha Tà trầm giọng nói, lúc đầu, thật ra thực lực của hai thế tộc này tương đương nhau, vì năm đó thần hầu và thái nhất thần tướng đều là nhân vật quan trọng nhất bên cạnh thần hoàng. Nhưng sau đó, thần hầu phủ dần thua kém thái nhất tộc. Vì đời sau của thần hầu phủ chưa từng xuất hiện thiên tài siêu cấp kinh tài tuyệt diễm nào, còn thái nhất tộc thì lại xuất hiện mấy người. Diệp Huyên cười nói, vậy hoàng thất của thần đạo quốc thì sao? Kha Tà hơi do dự, sau đó nói, huynh đệ, chuyện hoàng thất này, ta không tiện nói nhiều. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta khá tò mò một chuyện là trong thần đạo quốc này có nhiều thế gia như thế, chẳng lẽ không tạo thành uy hiếp với hoàng quyền sao? Phải biết rằng nếu thế tộc quá lớn mạnh, chắc chắn sẽ uy hiếp đến hoàng quyền. Kha Tà cười khổ, làm sao dám? Diệp Huyên hơi tò mò, sao lại không dám? Kha Tà trầm giọng nói, hoàng thất thần đạo quốc có thể tồn tại đến nay dựa vào rất nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là mỗi đời thần chủ của thần đạo quốc đều không phải kẻ vô dụng. Hơn nữa, năm đó thần hoàng có lệnh, ngôi vị hoàng đế của thần đạo quốc truyền cho người tài, không truyền cho người lớn nhất, người tài này cũng tính cả nữ tử, chỉ cần ngươi có năng lực, dù huynh là nữ vẫn có thể trở thành vương của thần đạo quốc.
Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nếu nữ tử làm vua, vậy chẳng phải thần đạo quốc có thể sẽ trở thành của người khác sao? Kha Tà cười đáp, con cháu của nữ tử cũng có thể kế thừa ngôi vương, nhưng phải có huyết mạch dòng chính của thần đạo tộc, nói đúng hơn là bắt đầu từ khi ra đời, huyết mạch thần đạo trong người con cháu của nữ tử sẽ cắn nuốt hết những huyết mạch khác. Hơn nữa, nữ tử làm vương, con cháu vừa sinh ra nhất định phải mang họ thần đạo. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Kha Tà lại nói, hơn nữa, thần đạo tộc còn có một đội thần đạo quân cực kỳ đáng sợ do thần hoàng để lại, năm đó thần đạo quân đi theo thần hoàng chinh chiến chư thiên vạn giới chưa từng bại trận. Dù là man hoang thiết kỵ binh mạnh nhất của man hoang thần tộc năm đó cũng thua trong tay thần đạo quân. Nghe vậy, Diệp Huyên hơi tò mò, lệnh thần hoàng này của mình có thể điều động thần đạo quân không? Hắn cảm thấy khá lợi hại. Kha Tà nói tiếp. Lão đại của man hoang chi địa tên là Đề Ano, tên này không phải người của man hoang thần tộc, nhưng địa vị ở man hoang thần tộc lại không tầm thường, dù là dòng chính của man hoang thần tộc cũng sẵn sàng nghe theo lệnh hắn. Diệp Huyên hỏi, còn Thiên Uyên Thánh Môn thì sao? Kha Tà đáp, Thiên Uyên Thánh Nữ, không rõ tên thật, là một cô gái rất thần bí, cũng rất ít khi lộ diện. Diệp Huyên hơi tò mò, nếu đã không đánh nhau, vậy chỗ này còn có ý nghĩa gì nữa? Kha Tà chỉ về phía xa, phía sau Thiên Uyên chi thành này có một dãy núi, trong dãy núi có một tòa di tích, không biết là từ niên đại nào, nhưng tòa di tích đó là mục đích thật sự của mọi người khi đến đây. Nhưng bây giờ đã không thể nào tiến vào chỗ sâu nhất nữa rồi, vì nó đã liên quan đến thời không tầng thứ 10. Diệp Huyên cười nói, thần đạo quốc không độc chiếm sao? Kha Tà lắc đầu, từng muốn độc chiếm, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Vì nếu thần đạo quốc muốn độc chiếm, Thiên Uyên Thánh Môn và Man Hoang Chi Địa sẽ liên thủ, đây không phải điều thần đạo quốc muốn thấy, vì Thiên Uyên Thánh Môn vẫn đang trung lập. Diệp Huyên cười hỏi, thần đạo quốc có từng nghĩ đến chuyện lôi kéo Thiên Uyên Thánh Môn để đối phó với Man Hoang Chi Địa không? Kha Tà cười khổ, việc này ta cũng không rõ. Diệp Huyên cười khẽ, Kha Tà huynh, chúng ta tạm biệt ở đây đi. Dứt lời, hắn đi về phía xa. Kha Tà hơi do dự, sau đó nói, Diệp huynh muốn đi đâu? Diệp Huyên không trả lời, biến mất ở phía xa mà không quay đầu lại. Kha Tà nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, thật là một người kỳ lạ. Diệp Huyên rời khỏi vạn vực chi thành, đi vào trong một dãy núi. Mục tiêu của hắn cũng là di tích kia. Thật ra hắn không hứng thú với bảo vật trong di tích cho lắm, vì đã có tiểu tháp và kiếm Thanh Huyên. Hắn không còn xem trọng những bảo vật khác nữa. Diệp Huyên nhanh chóng đi tới chỗ sâu trong dãy núi, phía xa trông rất mờ ảo, hoàn toàn không thể nhìn rõ. Có vẻ không đơn giản. Diệp Huyên im lặng một lát rồi tiếp tục tiến về phía trước, khi đi qua chỗ sâu nhất của dãy núi, Diệp Huyên cau mày, vì hắn phát hiện nơi này đã hơi khác. Thời không thay đổi rồi. Chỗ hắn đang đứng bây giờ là thời không tầng 8. Nhưng mọi thứ xung quanh đều không thay đổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Huyên cau mày, nơi này đúng là không tầm thường. Một lát sau, Diệp Huyên nhìn xung quanh, tiếp tục tiến về phía trước. Lúc đi qua một con sông nhỏ, hắn chợt dừng lại, vì hắn phát hiện lúc này hắn đã tiến vào thời không tầng 9. Thời không tầng 9. Diệp Huyên cau mày, nơi này rất kỳ lạ, càng đi về phía trước, thời không lại càng mạnh. Diệp Huyên im lặng một lát rồi lại tiếp tục tiến về phía trước, sau khi tiến vào thời không tầng 9, hắn bắt đầu đề phòng, dù xung quanh không có gì thay đổi, nhưng hắn vẫn không dám lơ là, hắn tiếp tục tiến về phía trước, chẳng mấy chốc, hắn đi tới một hang núi, sau khi đi vào trong hang núi, sắc mặt hắn dần trở nên nặng nề, vì hắn phát hiện áp lực thời không trong hang núi ngày càng mạnh. Lúc này hắn không có kiếm Thanh Huyên, không thể coi thường áp lực thời không, cho nên phải hành động cẩn thận. Lúc này, Diệp Huyên dừng bước, thấy một người đàn ông đang ngồi cách đó không xa, người đàn ông cúi đầu, hoàn toàn không có hơi thở, rõ ràng là đã chết. Diệp Huyên đi tới trước mặt người đàn ông, trên tay gã còn cầm một chiếc nhẫn chứa đồ, dưới đất là một thanh trường thương màu trắng, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, tò mò không biết sao người này lại chết. Lúc này, bên cạnh có tiếng bước chân vang lên. Diệp Huyên xoay người nhìn lại, cách đó không xa có một cô gái chậm rãi đi tới, cô gái mặc váy dài màu tím đậm,
trên mặt đeo khăn che mặt, không thấy rõ dung mạo, nhưng vóc dáng rất đẹp. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ngươi là ai? Diệp Huyên chắp tay, Diệp Huyên. Cô gái hơi nhíu mày, Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu. Cô gái lắc đầu, chưa từng nghe nói tới. Diệp Huyên cười hỏi, cô nương là? Cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nhún vai, sau đó đi về phía xa, lúc này, cô gái nói, nếu còn tiếp tục đi về phía trước, người sẽ chết đấy. Diệp Huyên nhìn về nơi đó, phía xa là hai ngọn núi lớn, ở giữa có một khe núi, dưới khe núi là một con đường vô cùng nhỏ, chỉ đủ cho một người đi qua. Diệp Huyên quay đầu hỏi cô gái, phía trước là? Cô gái đáp, cửa di tích. Diệp Huyên lại hỏi, cô nương, cô có biết di tích trong đó là di tích gì không? Cô gái nhìn Diệp Huyên, lại không nói lời nào. Diệp Huyên chớp mắt, ta đẹp trai lắm à? Cô gái hơi ngẩn người, sao lại hỏi thế? Diệp Huyên cười nói, cô nương, nếu ta đoán không lầm thì cô chính là Thiên Uyên thánh nữ thần bí kia đúng không? Cô gái gật đầu, phải. Diệp Huyên cười nói, ta tên Diệp Huyên, cô tên gì? Thiên Uyên thánh nữ kia lại im lặng. Diệp Huyên lắc đầu, xoay người rời đi. Thiên Uyên thánh nữ lại nhắc nhở, người sẽ chết đây. Diệp Huyên không quay đầu lại, liên quan gì đến cô? Nói xong, hắn bước nhanh về phía con đường kia. Cô kiêu ngạo. Lão tử còn kiêu ngạo hơn cô. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Thiên Uyên thánh nữ cau mày, đúng là thô lỗ. Phía xa, Diệp Huyên đã đi tới trước con đường nhỏ, khi hắn muốn bước vào, sắc mặt hắn chợt thay đổi, vì hắn phát hiện thời không trước mặt hắn đã không phải thời không tầng 9 nữa. Thời không tầng 10. Thời không trước mặt hắn đã là thời không tầng 10, hắn bây giờ hoàn toàn không thể chịu được áp lực thời không trong đó, nếu cố chấp đi vào, hắn thật sự sẽ chết theo như lời Thiên Uyên thánh nữ nói. Nhưng bây giờ quay lại không phải mất mặt lắm sao? Hơn nữa còn là mất mặt trước phụ nữ nữa. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó xoay người rời đi. Mẹ kiếp, dù sao mình cũng không có mặt mũi gì, lấy đâu ra mà mất nữa. Thấy Diệp Huyên trở về, Thiên Uyên thánh nữ rất bình tĩnh, giống như không hề bất ngờ chút nào. Sau khi lùi sang một bên, Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống đất, im lặng suy nghĩ. Thời không tầng 10. Khi nãy hắn đã cảm nhận được thời không tầng 10, mà áp lực thời không ẩn chứa bên trong, bây giờ hắn vẫn chưa thể chịu đựng được. Lúc này, Diệp Huyên hơi tò mò. Đây rốt cuộc là di tích gì? Phía sau có thể có thời không tầng 11 không? Lúc này, Thiên Uyên thánh nữ đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, vô gian cảnh. Diệp Huyên không quan tâm đến nàng ta. Thiên Uyên thánh nữ nói tiếp. Ngươi chỉ mới là vô gian cảnh mà có thể đi đến nơi này, đúng là không đơn giản. Diệp Huyên vẫn không nói gì. Thấy vậy, Thiên Uyên thánh nữ hơi cau mày. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy đi tới trước con đường nhỏ kia, nhìn con đường trước mặt, hắn im lặng một lát, sau đó đạp tới một cước. Cú đá khiến thời không xung quanh con đường nhỏ trở nên vặn vẹo. Thấy cảnh này, Thiên Uyên thánh nữ thoáng trợn mắt, đây là... Lúc này, Diệp Huyên lại lùi về, trong mắt hắn đầy vẻ hưng phấn. Khi nãy hắn có thể bước vào thời không tầng 10 là vì hắn sử dụng thời không thần bí bên trong tiểu tháp, hắn đã có thể mượn tiểu tháp dung hợp với thời không thần bí kia, mà thời không thần bí kia hoàn toàn có thể áp đảo thời không tầng 10. Tiếc là hắn không thể dung hợp với thời không thần bí kia quá lâu. Nhưng hắn cũng không vội, có thể từ từ thích nghi. Lúc này, Thiên Uyên thánh nữ đột nhiên hỏi, sao ngươi có thể làm được vậy? Diệp Huyên không quan tâm đến nàng ta, hắn lại ngồi xếp bằng xuống hồi phục nguyên khí, mỗi lần sử dụng thời không thần bí, hắn đều mất rất nhiều sức lực. Thấy Diệp Huyên không trả lời, Thiên Uyên thánh nữ hơi nhíu mày, ta hỏi ngươi đấy. Diệp Huyên quay đầu nhìn nàng ta thân thiết với cô lắm sao? Thiên Uyên thánh nữ. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, tiếp tục nuốt chửng hồn tinh. Diệp Huyên hắn thích kết bạn, nhưng không thích kết bạn với người kiêu căng, người kiêu căng. Lão tử còn kiêu căng hơn ngươi. Thiên Uyên thánh nữ nhìn Diệp Huyên, không hỏi tiếp nữa. Nàng ta cũng có lòng tự trọng mà. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, sau đó lại đi về phía con đường kia.
Thiên Uyên Thánh Nữ ở bên cạnh vội vàng nhìn về phía hắn bằng ánh mắt tò mò. Diệp Huyên đi thẳng vào trong con đường nhỏ, vừa đi vào, thời không tầng 10 bên trong lập tức trở nên hư ảo. Không phải vì không thể tiếp nhận Diệp Huyên, mà là không thể tiếp nhận thời không thần bí kia. Sau khi đi được 3 bước, Diệp Huyên đột nhiên lùi về. Thấy cảnh này, Thiên Uyên Thánh Nữ cau mày, vì sao ngươi lại lùi về? Ngươi đi tiếp đi chứ. Diệp Huyên quay đầu nhìn nàng ta, liên quan gì đến cô? Thiên Uyên Thánh Nữ. Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống đất, tiếp tục nuốt chửng hồn tinh, hồi phục nguyên khí. Thiên Uyên Thánh Nữ đi tới bên cạnh hắn, nàng ta nhìn hắn, ngươi sử dụng bí pháp gì mới có thể đi vào thời không tầng 10, mà bí pháp này tốn rất nhiều sức lực, ngươi không thể sử dụng quá lâu, đúng không? Diệp Huyên không trả lời, vẫn đang nuốt chửng hồn tinh. Thiên Uyên Thánh Nữ nhìn hắn, không nói gì thêm. Một lát sau, Diệp Huyên đứng dậy, sau đó lại đi tới con đường nhỏ. Cứ thế, Diệp Huyên liên tục đi vào thời không tầng 10, lúc đầu, hắn chỉ có thể đi được 3 bước, mà bây giờ, hắn đã đi được 10 bước, chẳng những thế, sau khi dung hợp với thời không thần bí, hắn còn có thể kiên trì đến 12 hơi thở. Hắn đang rèn luyện bản thân bằng thời không tầng 10. Thời không thần bí mà Thanh Nhi chế tạo vượt xa thời không tầng 10 này, nếu hắn có thể kiểm soát được thời không thần bí trong tay, sau này dù không có kiếm Thanh Huyên, hắn cũng có thể coi thường những thời không có cấp bậc thấp hơn thời không thần bí. Duy độ áp chế. Trong khoảng thời gian đó, Thiên Uyên Thánh Nữ cũng không rời đi, nàng ta vẫn đứng một bên quan sát. Trong lòng nàng ta vô cùng khiếp sợ, vì nếu còn tiếp tục như thế, Diệp Huyên sẽ có thể đi qua con đường nhỏ kia, tiến vào di tích. 5 ngày sau, lúc này, sau khi dung hợp với thời không thần bí, Diệp Huyên đã kiên trì được một khắc, bây giờ hắn đã có thể đi tới bên kia núi, lúc đi tới bên kia núi, cảnh tượng trước mặt khiến hắn phải cau mày. Thi thể. Hắn thấy dưới đất đều là thi thể, mà cuối tầm mắt là một ngọn núi nhỏ, trên núi có một điện nhỏ cũ nát thấp thoáng. Diệp Huyên không nhìn lâu, hắn lại lùi về. Hắn cũng muốn ngự kiếm, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng hắn không dám, hắn sợ nếu ngự kiếm sẽ tốn quá nhiều sức lực, hắn sợ hắn có thể đi qua, nhưng không thể nào ra ngoài. Thấy Diệp Huyên đi ra, Thiên Uyên Thánh Nữ vội hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Diệp Huyên nhìn nàng ta, một tấm gương. Thiên Uyên Thánh Nữ nhíu mày, gương. Diệp Huyên gật đầu, nghiêm túc nói, trong gương có một người. Thiên Uyên Thánh Nữ vội hỏi, là ai? Diệp Huyên nhìn nàng ta, là một nam nhân vô cùng đẹp trai, Thiên Uyên Thánh Nữ sửng sốt, một khắc sau nàng ta nổi giận, ngươi đang đùa với ta à? Diệp Huyên bĩu môi, sau đó đi sang một bên ngồi xếp bằng, tiếp tục nuốt chửng hồn tinh. Thiên Uyên Thánh Nữ nhìn Diệp Huyên, hơi tức giận. Người đàn ông này keo kiệt thế. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên lại đứng dậy, hắn đi về phía con đường nhỏ, lần này, hắn di chuyển thoải mái hơn lúc trước rất nhiều, hắn lại đi tới bên kia núi một lần nữa. Hắn nhìn những thi thể dưới đất, những thi thể này đều mặc áo giáp thần bí, nhưng áo giáp này bóng loáng như gương, còn có lưu quang thần bí chậm rãi di chuyển bên trên. Diệp Huyên động tâm niệm. Một thanh phi kiếm chém lên một khôi giáp trong đó. Xoẹt. Một tia lửa bắn khắp nơi, nhưng áo giáp kia lại không bị làm sao cả, ngay cả chút dấu vết cũng không có. Đồ tốt. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, nhưng áo giáp kia đều bị hắn thu vào trong nhẫn chứa đồ, khoảng hơn 100 cái. Diệp Huyên tiếp tục tiến về phía trước, đi chưa được mấy bước, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, hắn đã sắp không chịu được nữa rồi. Hắn nhìn tiểu điện ở phía xa, không chút do dự xoay người rời đi. Với trạng thái của hắn bây giờ vẫn có thể tiến vào tiểu điện kia, nhưng là có đi mà không có về. Sau khi thấy Diệp Huyên rút lui, Thiên Uyên Thánh Nữ vội nói, thế nào? Diệp Huyên nhìn Thiên Uyên Thánh Nữ, thế nào cái gì? Thiên Uyên Thánh Nữ nói, lần này ngươi đi vào lâu hơn khi nãy, rõ ràng ngươi đã đi sâu vào trong di tích, ngươi nhìn thấy cái gì? Diệp Huyên hỏi ngược lại, chúng ta thân thiết lắm à? Tại sao ta phải cho cô biết? Nét mặt Thiên Uyên Thánh Nữ trở nên cứng đờ. Diệp Huyên xoay người đi sang một bên ngồi xếp bằng, lại bắt đầu nuốt chửng hồn tinh. Với thực lực của hắn bây giờ, hắn có thể ném tháp 2 lần rồi. Đương nhiên, việc hắn muốn làm nhất chính là hiểu rõ thời không thần bí kia,
hắn cảm thấy thời không thần bí kia đáng sợ như thế, mà hắn chỉ có thể dùng để ném tháp, đúng là quá phí của trời. Lúc này, Thiền Uyên Thánh Nữ đột nhiên nói, ta tên Liên. Diệp Huyên không để ý đến nàng ta. Thiền Uyên Thánh Nữ hơi cau mày, ta đã cho ngươi biết tên của ta rồi. Diệp Huyên nhìn nàng ta có cần sao? Ánh mắt Thiền Uyên Thánh Nữ trở nên lạnh lẽo. Diệp Huyên cười nói, các hạ, ta nghĩ cô có bệnh rồi, là bệnh công chúa đấy. Có lẽ bình thường cô kiêu ngạo đã quen, cảm thấy ai cũng phải nhân nhượng cô, nể mặt cô. Nói đến đây, hắn lắc đầu, đương nhiên, cô hành động thế nào ta không xen vào, cũng không liên quan đến ta chỉ muốn nói, bây giờ ta không muốn làm quen với cô. Nói xong, hắn tiếp tục nuốt chửng hồn tinh. Bệnh kiêu ngạo của rất nhiều nữ nhân là do được nuông chiều, hắn sẽ không nuông chiều ai cả, cô cũng không phải nữ nhân của lão tử cần gì phải nuông chiều cô. Thiên Uyên Thánh Nữ nhìn Diệp Huyên, không nói gì thêm. Lúc này, Diệp Huyên đứng dậy, sau đó đi về phía xa. Cứ thế khoảng một tháng trôi qua, sau khi dung hợp với thời không thần bí, Diệp Huyên đã có thể kiên trì được nửa canh giờ. Diệp Huyên đi tới trước tiểu điện không lớn, trước tiểu điện còn có một vài thi thể, những thi thể này đều mặc áo giáp vàng, không nhiều, chỉ có 19 bộ. Diệp Huyên lập tức thu hồi 19 bộ áo giáp kia, sau đó hắn đẩy cửa, khi định bước một chân vào trong, sắc mặt hắn thoáng chốc thay đổi. Mẹ kiếp! Đây không phải là thời không tầng 10, áp lực thời không này kinh khủng hơn bên cạnh ít nhất gấp trăm lần. Thời không tầng 11. Diệp Huyên hơi đau đầu. Rốt cuộc thời không này có bao nhiêu tầng mà mãi không chịu hết vậy? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó bước xuống, bước chân khiến thời không trong tiểu điện lập tức trở nên hư ảo. Rõ ràng thời không thần bí là mạnh nhất, có thể áp chế cả thời không tầng 11. Diệp Huyên đi vào, vừa đi được hai bước, hắn đột nhiên dừng lại, cách đó không xa có một cô bé đang nhìn hắn, cô bé rất nhỏ, chỉ khoảng 6-7 tuổi. Cô bé mặc váy trắng, thắt tóc đuôi sam thật dài. Nhìn thấy cô bé, Diệp Huyên xa sầm mặt. Theo kinh nghiệm của hắn trước đây, cô bé này chắc chắn là nhân vật lớn siêu cấp. Nghĩ thế, hắn mở lòng bàn tay, một sâu kẹo hồ lô xuất hiện. Không có cô bé nào không thích kẹo hồ lô. Lúc này, cô bé đột nhiên đứng dậy đi về phía Diệp Huyên, hắn vội vàng lùi ra ngoài điện, áp lực thời không trong đại điện quá mạnh. Hắn không thể kiên trì quá lâu, quá bất lợi với hắn. Cô bé đi tới trước mặt Diệp Huyên, cứ nhìn Diệp Huyên như thế. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, ta tên Diệp Huyên. Dứt lời, hắn đưa kẹo hồ lô cho cô bé, nếm thử không? Cô bé nhìn Diệp Huyên, một lát sau, nàng cười tươi, người biết ta là ai không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Cô bé cười nói, ta bị nhốt ở đây mấy trăm nghìn năm rồi. Cảm ơn ngươi đã mở cửa thả ta ra. Diệp Huyên. Lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ bên cạnh, hung nghê. Diệp Huyên xoay người nhìn lại, không gian cách đó không xa khẽ rung, sau đó, ảnh ảo của một cô gái xuất hiện. Hung nghê cười nói, thần khâm, đúng là vận may trêu ngươi, các người hy sinh 18 thượng thần và cả trăm tướng thần. Còn sử dụng 19 loại thời không đặc biệt phong ấn ta, nhưng lúc cảm nhận được thiếu niên này, 19 loại thời không của các ngươi đều lập tức lui ra, tự mình tan rã. Đúng là thú vị, ha ha. Cô gái tên Thần Khâm nhìn về phía Diệp Huyên, trong người ngươi có thời không gì? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, ta chỉ là một người qua đường thôi. Thần Khâm nhìn Diệp Huyên, phong ấn nàng, ta sẽ cho ngươi nữ nhân, vô số nữ nhân. Mẹ kiếp! Nghe vậy, Diệp Huyên nổi giận, người đang sỉ nhục ta sao? Hả? Sỉ nhục? Hung Nghê cười khẽ, tiểu ca ca, nàng không có sỉ nhục ngươi, vì nàng có thể nhìn thấu bản tính. Bản tính của ngươi chính là háo sắc, cho nên nàng mới nói như thế. Diệp Huyên! Thần Khâm nhìn hắn bằng thái độ không thiện ý, ngươi có biết ngươi đã làm gì rồi không? Diệp Huyên trầm giọng đáp, ta chỉ đi ngang qua thôi. Thần Khâm chỉ vào Hung Nghê, hơi tức giận, người có biết nàng là ai không? Diệp Huyên nhìn Hung Nghê, lắc đầu, không biết. Thần Khâm nhìn chằm chằm hắn, người gây ra họa lớn rồi. Diệp Huyên hơi cạn lời. Con mẹ nó, ta đã làm gì đâu?
Sao lại gây họa rồi? Lúc này, Thần Khâm nhìn về phía Hung Nghê, người muốn làm gì? Hung Nghê chớp mắt, các ngươi nhốt ta lâu như thế, bây giờ ta có thể ra ngoài rồi, người hỏi ta muốn làm gì? Thần Khâm, người có thể đừng hỏi một vấn đề ngu ngốc như thế không? Người làm thế ta sẽ khinh thường ngươi đấy. Thần Khâm nhìn Hung Nghê, không nói gì, nhưng nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống với tốc độ vô cùng đáng sợ. Còn Hung Nghê lại rất bình tĩnh, trên mặt còn đang treo một nụ cười nhạt. Diệp Huyên đột nhiên nói, hai vị đại lão, ta chỉ đi ngang qua thôi, hai người cứ nói chuyện với nhau đi nhé. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Thần Khâm chợt cất tiếng, ngươi không được đi. Diệp Huyên nhìn nàng ta, tại sao? Thần Khâm không đáp. Hung Nghê cười nói, tiểu ca ca, nàng muốn sử dụng thời không thần bí trong người ngươi để phong ấn ta. Ngươi sẽ không giúp nàng đâu, đúng không? Nói xong, cô bé cười như không cười, nụ cười khiến người ta sợ hãi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, ân oán giữa hai vị tiền bối, ta thật sự không có hứng thú nhúng tay vào, ta chỉ là đi ngang qua thôi. Lúc này, tiểu tháp chợt nói, tiểu chủ, ngươi nhát gan như vậy từ bao giờ thế? Diệp Huyên đen mặt, ngươi cho rằng lão tử giống ngươi à? Đại ca, dù muốn ra oai cũng phải xem đối tượng có biết không? Tiểu tháp lạnh nhạt nói, dưới tam kiếm, chúng ta cần sợ ai chứ? Diệp Huyên hơi đau đầu. Hắn thật sự muốn đâm tiểu tháp này một đao, từ sau khi được cải tạo, ngay cả phụ thân của hắn mà nó cũng chẳng coi ra gì. Nếu còn tiếp tục như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Lúc này, Hung Nghê cười nói, tiểu ca ca, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, vì trong người ngươi có thời không thần bí, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ đủ mọi cách để lấy được nó, sau đó dùng để đối phó với ta. Diệp Huyên nhìn Hung Nghê, ngươi thì sao? Bây giờ ngươi cũng có thể giết ta, sau đó lấy đi thời không thần bí trong người ta mà, không phải sao? Hung Nghê liếc Diệp Huyên, người ta đâu có xấu xa thế. Thần Khâm ở một bên lạnh nhạt nói, sở dĩ nàng không ra tay là vì nàng còn chưa biết lai lịch của ngươi. Nhưng ta tin chắc chắn nàng sẽ không bỏ qua cho ngươi, vì lấy được thời không thần bí trong người ngươi, thực lực của nàng sẽ xảy ra thay đổi long trời lở đất. Hung Nghê trừng Thần Khâm, ngươi đừng hòng ly gián chúng ta. Diệp Huyên im lặng. Hắn cảm thấy bản thân vừa bị cuốn vào một vòng xoáy lớn. Thần Khâm kia còn định nói gì đó. Nhưng Hung Nghê đột nhiên cười cất lời, Thần Khâm, hôm nay chỉ nói chuyện cũ đến đây thôi, chúng ta ngày sau gặp lại. Nói xong, cô bé vung tay. Oanh! Ảnh ảo của Thần Khâm lập tức bị đánh tan. Hung Nghê nhìn Diệp Huyên, cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, chúng ta. Hung Nghê chớp mắt, bây giờ chúng ta là đồng bọn mà. Diệp Huyên! Hung Nghê cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Diệp Huyên hỏi, Hung Nghê cô nương, cô là người của thần đạo quốc sao? Hung Nghê cầm lấy kẹo hồ lô trong tay Diệp Huyên, sau đó nói, không phải, nhưng ta có biết chút ít về thần đạo quốc mà ngươi nói. Người sáng lập thần đạo quốc tên là thần đạo Minh đúng không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết, ta chỉ biết người đời gọi ông ta là thần hoàng. Hung Nghê cười nói, vậy chắc đúng là tên kia rồi. Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, Hung Nghê cô nương biết thần hoàng sao? Hung Nghê gật đầu, hắn, ta và cả Thần Khâm đều đến từ một nơi, hắn là một người rất ghê gớm. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, người có thủ oán với hắn sao? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, suýt thì có. Nếu Thanh Nhi thật sự dùng một kiếm tiêu diệt thần đạo quốc thì chắc chắn sẽ có thủ oán lớn. Đương nhiên hắn cũng không sợ, có gan thì đi tìm Thanh Nhi đi. Hung Nghê quan sát Diệp Huyên, sau đó nói, thời không thần bí trong người ngươi. Diệp Huyên cười hỏi, cô muốn có nó à? Hung Nghê chớp mắt, ngươi chịu cho ta sao? Diệp Huyên nhìn thẳng vào nàng ta, nếu ta không cho thì cô sẽ cướp sao? Hung Nghê nhìn Diệp Huyên một lúc rồi đáp, sẽ không. Diệp Huyên cười, vậy ta sẽ không cho. Hung Nghê cười khẽ, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng ta đi về phía xa. Khi Diệp Huyên và Hung Nghê đi ra khỏi con đường nhỏ, Hung Nghê quay đầu nhìn lại, ngay sau đó, tiểu điện lập tức bốc cháy.
Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi. Thậm chí ngay cả thời không tầng 10 và tầng 11 cũng đều bốc cháy. Hung Nghê quay đầu nhìn Diệp Huyên, đi thôi. Nói xong, nàng ta và Diệp Huyên cùng rời khỏi thời không kỳ lạ này. Vừa ra ngoài, hai người đã nhìn thấy Thiên Huyên Thánh Nữ, bên cạnh nàng ta còn có một người đàn ông. Hung Nghê nhìn Diệp Huyên, cười hỏi, đây là bạn ngươi à? Diệp Huyên lắc đầu. Hung Nghê khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Lúc này, người đàn ông bên cạnh Thiên Huyên Thánh Nữ đột nhiên nói, ngươi là người của thần đạo quốc. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, ngươi là? Người đàn ông cười đáp, Phương Lâm. Diệp Huyên nhìn hắn ta, đây là lão đại Phương Lâm của thần đạo quốc ở vạn vực chi thành. Phương Lâm nhìn Hung Nghê bên cạnh Diệp Huyên, cười hỏi, Diệp công tử, vị này là? Diệp Huyên đang định đáp lời thì Hung Nghê đã cười nói, ta là muội muội của hắn. Muội muội. Diệp Huyên cạn lời, lại có thêm một muội muội. Phương Lâm khẽ mỉm cười, muội muội. Hung Nghê cười hỏi, có vấn đề gì sao? Phương Lâm nhìn chằm chằm Hung Nghê, chắc hẳn cô nương đi ra từ bên trong. Hung Nghê gật đầu, đúng thế. Nghe vậy, Phương Lâm và Thiên Huyên Thành Nữ nhìn nhau, sau đó, Phương Lâm nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử đúng là có bản lĩnh, chúng ta mất mười mấy năm không thể bước vào bí cảnh, Diệp công tử vừa đến đã đi sâu vào trong, quá lợi hại. Diệp Huyên cười nói, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Đừng vòng vo. Phương Lâm cười nói, Diệp công tử, nếu ngươi đã hào sảng như thế thì ta cũng nói thẳng luôn. Chúng ta muốn chia lợi ích trong di tích. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, sau đó hắn nhìn về phía Hung Nghê, nàng đi ra từ bên trong, nếu các ngươi muốn chia lợi ích thì tìm nàng đi. Hung Nghê. Phương Lâm và Thiên Huyên Thánh Nữ nhìn về phía Hung Nghê, mục đích thật sự của bọn họ chính là Hung Nghê này, vì nàng ta đi ra từ bên trong. Hung Nghê nhìn hai người, cười nói, các ngươi muốn được chia lợi ích à? Trong mắt hai người Phương Lâm lộ vẻ đề phòng, lúc này, Hung Nghê đột nhiên tiến lên một bước, sau đó, Phương Lâm và Thiên Huyên Thánh Nữ lập tức bốc cháy. Sắc mặt hai người thoáng chốc thay đổi, hai người điên cuồng phản kháng, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Lúc này, bọn họ vô cùng sợ hãi. Hung Nghê đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên. Cười nói, nếu ngươi cầu xin cho bọn họ thì ta có thể tha cho họ một mạng. Nghe vậy, hai người Phương Lâm vội vàng nhìn về phía Diệp Huyên bằng ánh mắt khẩn cầu. Diệp Huyên cười nói, Hung Nghê cô nương, có giết hay không là chuyện của cô, có liên quan gì đến ta chứ? Cô muốn giết cứ giết, không muốn giết thì không giết, đừng kéo ta vào. Hung Nghê cười nói, vậy ta giết thật đấy. Lúc này, Phương Lâm đột nhiên gằn giọng, Diệp Huyên. Nếu hôm nay ta chết ở đây, thái nhất tộc của ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mẹ kiếp! Diệp Huyên tỏ vẻ khó tin, đại ca à, ngươi phải hiểu tiểu cô nương này là người giết ngươi, có liên quan cái khỉ gì với ta? Có phải ngươi bị đốt đến ngu rồi không? Phương Lâm điên cuồng nói, ngươi có thể cứu hai người chúng ta. Diệp Huyên hỏi ngược lại, tại sao ta phải cứu ngươi? Phương Lâm gào thét, thái nhất tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lúc này, Thiên Huyên Thánh Nữ cất lời, Diệp công tử, nếu ngươi chịu cứu giúp, Thiên Huyên Thánh môn ta nhất định sẽ hầu tạ. Diệp Huyên nhìn Hung Nghê, nữ nhân này nói chuyện dễ nghe, tha cho nàng đi. Hung Nghê nhếch môi, nể mặt tiểu ca ca đấy. Dứt lời, nàng ta vung tay phải, ngọn lửa trên người Thiên Huyên Thánh Nữ lập tức biến mất, Thiên Huyên Thánh Nữ sụi lơ ngã dưới đất. Phương Lâm ở bên cạnh thì hoảng hốt. Hắn ta còn muốn nói gì, nhưng Diệp Huyên lại nói, ta không quen nam nhân này. Phương Lâm. Sau đó, Phương Lâm cứ thế bị ngọn lửa thần bí kia đốt cháy thành hư vô. Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Huyên Thánh Nữ, lúc này, Thiên Huyên Thánh Nữ cực kỳ yếu ớt, tựa như sẽ hồn bay phách lạc bất cứ lúc nào. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, yếu ớt nói, đa tạ. Diệp Huyên cười, cô đã nói sẽ hậu tạ ta đấy. Thiên Huyên Thánh Nữ gật đầu, đương nhiên rồi. Diệp Huyên cười khẽ, ta sẽ đợi. Nói xong, hắn nhìn về phía Hung Nghê cô nương, cô muốn đi đâu? Hung Nghê liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, người đi đâu ta đi đó. Diệp Huyên đen mặt, cô có ý gì? Hung Nghê cười đáp, ý trên mặt chữ.
Diệp Huyên trầm giọng nói, Hung Nghê cô nương, bây giờ cô đã được giải thoát, cô muốn báo thù thì mau đi tìm Thần Khâm đi. Cô đi theo ta làm gì? Hung Nghê cười nói, ta đã bị phong ấn quá lâu. Bây giờ ta cần chữa thương. Diệp Huyên xa sầm mặt, cô cần chữa thương thì đi theo ta làm gì? Ta cũng đâu thể giúp cô chữa thương. Hung Nghê liếm kẹo hồ lô, sao ngươi không muốn ta đi theo ngươi? Ta có thể giúp ngươi đánh nhau đấy. Diệp Huyên trầm giọng nói, Hung Nghê cô nương, khi nãy ta đã nói rồi. Chuyện giữa cô và Thần Khâm cô nương, ta sẽ không xen vào, càng không muốn xen vào, bây giờ cô đã được thả, cô muốn làm gì thì làm, được chưa? Hung Nghê nhìn Diệp Huyên, cười nói, ta muốn đi theo ngươi. Diệp Huyên im lặng. Hắn thấy hơi bực bội, rất muốn vung kiếm chém chết người này. Lúc này, Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, người này thật quá phách lối. Nhưng không sao, đợi ra khỏi đây rồi, ngươi để nàng cầm kiếm Thanh Huyên cảm nhận thiên mệnh tỷ tỷ, chắc chắn nàng sẽ ngoan ngoãn. Thiên mệnh tỷ tỷ của ta chuyên trị những người phách lối không phục. Diệp Huyên. Bị Hung Nghê bám theo như thế, Diệp Huyên cũng đành bó tay, ai bảo hắn đánh không lại người ta làm gì. Lúc này, Thiên Uyên Thánh Nữ cũng hồi phục được một chút, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, đa tạ ơn cứu mạng của Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, Thánh Nữ, ta đang rất mong đợi với quả hậu tạ của cô đấy. Thiên Uyên Thánh Nữ hơi do dự, sau đó nói, Diệp công tử có thể đi đến Thiên Uyên Thánh Môn cùng ta không? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, Thiên Uyên Thánh Môn. Thiên Uyên Thánh Nữ gật đầu. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Hung Nghê, Hung Nghê cười một tiếng, tùy ngươi quyết định. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, vậy thì đi đến Thiên Uyên Thánh Môn. Hung Nghê nhìn Thiên Uyên Thánh Nữ và Diệp Huyên, nở một nụ cười khó nhận ra. Sau đó, Diệp Huyên cùng Hung Nghê và Thiên Uyên Thánh Nữ đi đến Thiên Uyên Thánh Môn. Lần này đến bí cảnh, hắn thu hoạch được rất nhiều. Bây giờ sau khi dung hợp với thời không thần bí kia, hắn đã có thể kiên trì nửa canh giờ, chẳng những thế, bây giờ hắn còn có thể ném tháp 3 lần trong khoảng thời gian ngắn. Điều khá đáng tiếc duy nhất là hắn vẫn không thể sử dụng áp lực của thời không thần bí, nếu có thể sử dụng áp lực thời không, thực lực của hắn sẽ còn được nâng cao hơn. Còn có một điều khiến hắn đau đầu chính là Hung Nghê này. Bây giờ hắn không thể vứt bỏ nàng ta, mà hắn biết. Chắc chắn sẽ có phiền phức lớn xảy ra. Thần đạo quốc. Trong hoàng cung, Mộc Tá đi tới thi lễ trước thần đạo lĩnh, Phương Lâm chết rồi. Thần đạo lĩnh nhíu mày, đừng nói là tên kia giết nhé. Mộc Tá trầm giọng đáp, Phương Lâm gửi tin về là Diệp Huyên giết chết, nhưng theo tin tức chúng ta nhận được, người giết hắn là một người khác. Thần đạo lĩnh hơi khó hiểu, vậy vì sao Phương Lâm lại truyền tin về là Diệp công tử giết chết hắn? Mộc Tá lắc đầu, không biết nữa. Thần đạo lĩnh xa sầm mặt, chết rồi còn muốn hãm hại người khác. Có bệnh à? Mộc Tá trầm giọng nói, bệ hạ, chúng ta nhận được tin, Thái Nhất Tộc đã đi tìm Diệp công tử rồi. Thần đạo lĩnh lập tức đứng dậy rời đi. Mộc Tá ngây người, sau đó hỏi, bệ hạ, người muốn đi đâu thế? Thần đạo lĩnh không quay đầu lại. Mộc Tá còn định nói gì đó, nhưng một khắc sau. Sắc mặt y thay đổi, vì y phát hiện có 12 người đi theo sau lưng thần đạo lĩnh. 12 người này đều mặc áo giáp màu trắng, không đeo kim đao. Thần đạo quân. Mộc Tá hơi sững sờ, sao lại điều động cả thần đạo quân rồi? Ba người Diệp Huyên vừa rời khỏi vạn vực chi thành không bao lâu, thời không trước mặt bọn họ đột nhiên rung động, sau đó, một hơi thở mạnh mẽ xuất hiện từ trong không gian đang rung động kia. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết người đến chắc chắn là Thái Nhất Tộc. Lúc này, không gian đó đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Nhìn thấy ông ta, Diệp Huyên xa sầm mặt. Rất mạnh. Chắc chắn đã vượt qua mệnh cách cảnh rồi. Thiên Uyên Thánh Nữ bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, tộc trưởng Thái Nhất Tộc Thái Nhất Ngôn. Thái Nhất Ngôn quan sát ba người Diệp Huyên, cuối cùng, ông ta nhìn về phía Hung Nghê. Lúc thấy Hung Nghê, ánh mắt ông ta vô cùng nặng nề. Diệp Huyên bèn nói, người giết chết tộc nhân của Thái Nhất Tộc ông chính là cô nương này, nếu các hạ muốn trả thù thì cứ ra tay đi. Hung Nghê liếc Diệp Huyên, tiểu ca ca, người vô tình quá. Diệp Huyên mặc kệ nàng ta.
Thái Nhất Ngôn nhìn Hung Nghê một lúc lâu rồi hỏi, các hạ xưng hô thế nào? Hung Nghê cười hì hì, không phải ông muốn báo thù à? Sao không ra tay đi? Sắc mặt Thái Nhất Ngôn hơi khó coi, ông ta muốn trả thù, nhưng ông ta không nhìn thấu cô bé trước mặt. Trong thần đạo quốc, thực lực của Thái Nhất tộc không tính là tệ, nhưng cũng không phải tồn tại vô địch, dù là thần đạo tộc cũng không dám nói là bản thân vô địch. Hơn nữa, cô bé này còn đi ra từ trong di tích. Hung Nghê đột nhiên cười nói, nếu ông không ra tay thì ta sẽ ra tay đấy. Dứt lời, nàng ta mở lòng bàn tay, một ngọn lửa xuất hiện. Thấy cảnh này, sắc mặt Thái Nhất Ngôn lập tức thay đổi, ông ta giẫm nhẹ chân phải, thời không xung quanh lập tức nghiêng ngả như sắp sụp đổ. Diệp Huyên sa sầm mặt. Người này quá mạnh. Hung Nghê nhếch môi, ngọn lửa trong tay đột nhiên bay ra, một khắc sau, thân thể của Thái Nhất Ngôn lập tức bốc cháy. Oanh! Thân thể ông ta thoáng chốc nổ tung. Thái Nhất Ngôn thầm hoảng hốt, linh hồn muốn bỏ chạy, nhưng ngọn lửa vẫn vây quanh lấy ông ta. Vào lúc Thái Nhất Ngôn sắp hồn bay phách tán, một tia sáng vàng đột nhiên xuất hiện từ trên trời bao bọc lấy ông ta, dưới sự bao phủ của kim quang, ngọn lửa dần biến mất. Hung Nghê quay đầu, thấy một cô gái chậm rãi đi tới từ cách đó không xa. Chính là thần đạo lĩnh. Thần đạo lĩnh nhẹ nhàng vung tay phải, ngọn lửa dữ dội quanh người Thái Nhất Ngôn lập tức biến mất. Thái Nhất Ngôn thả lỏng được một chút, cúi người với thần đạo lĩnh, đa tạ bệ hạ. Diệp Huyên nhìn nàng ta, mẹ kiếp, thì ra người phụ nữ này cũng mạnh thế. Cũng may lúc trước nàng ta tự tìm đường chết đi tìm Thanh Nhi, nếu không e rằng hắn đã gặp chuyện rồi. Thần đạo lĩnh nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyên cười đáp, lĩnh cô nương, lại gặp nhau rồi. Lĩnh cô nương. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Thái Nhất Ngôn lập tức thay đổi sắc mặt, không ngờ người này lại dám gọi tên bệ hạ. Điều khiến ông ta khiếp sợ nhất là thần đạo lĩnh lại không hề tức giận. Thần đạo lĩnh quan sát Diệp Huyên, sau đó cười nói, thực lực của Diệp công tử tiến bộ không ít. Diệp Huyên cười chứ không đáp. Thần đạo lĩnh quay đầu nhìn về phía Hung Nghê, nhìn Hung Nghê, ý cười trong mắt nàng ta cũng dần trở thành sự nặng nề, không biết cô nương xưng hô thế nào. Hung Nghê cười hỏi, ngươi là đời sau của thần đạo minh. Thần đạo lĩnh cười hỏi, cô nương biết tổ tiên của ta sao? Hung Nghê gật đầu, biết, tổ tiên của ngươi rất ghê gớm, còn ngươi thì... Nói đến đây, nàng ta quan sát thần đạo lĩnh một lúc rồi cười nói, có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Thần đạo lĩnh khẽ mỉm cười, tiền bối, đây chỉ là hiểu lầm, chuyện này kết thúc ở đây được chứ? Hung Nghê quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ta nể mặt hắn. Diệp Huyên cạn lời. Người này lại kéo hắn vào. Thần đạo lĩnh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, xin ngươi nói giúp mấy câu. Diệp Huyên nhìn Thái Nhất Ngôn, ông ta muốn giết ta. Thần đạo lĩnh quay đầu nhìn về phía Thái Nhất Ngôn vội nói, Diệp công tử, đây chỉ là hiểu lầm, ta đến đây là vì muốn gặp cậu. Diệp Huyên chớp mắt, gặp ta. Thái Nhất Ngôn vội vàng gật đầu, đúng thế. Từ lâu đã nghe Diệp công tử là rồng phượng trong loài người, ta ngưỡng mộ đã lâu, cho nên hôm nay cố ý đến gặp Diệp công tử một lần, bây giờ gặp được, đúng là chăm nghe không bằng mắt thấy, ta. Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu cười khẽ, các hạ không cần phải thế, các hạ chỉ cần biết là ai giết chết người của Thái Nhất tộc là được. Thái Nhất Ngôn vội vàng gật đầu, ta biết rồi, chuyện này không liên quan gì đến Diệp công tử cả. Diệp Huyên cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Thiên Uyên thánh nữ, chúng ta không đi đến Thiên Uyên thánh môn nữa, xin tạm biệt ở đây. Thiên Uyên thánh nữ khẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên lắc đầu cười, không nói gì. Lúc này, Hung Nghê cười nói, hắn vốn muốn dẫn ta đến Thiên Uyên thánh môn, sau đó mượn tay các ngươi tiêu diệt ta, nhưng bây giờ hắn phát hiện, dù là thần đạo quốc hay Thiên Uyên thánh môn cũng không thể tiêu diệt ta, hiểu rồi chứ? Thiên Uyên thánh nữ nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nhìn Hung Nghê, đi thôi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Hung Nghê liếm kẹo hồ lô, sau đó đuổi theo. Thấy hai người rời đi, Thái Nhất Ngôn lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến điều gì, ông ta nhìn về phía thần đạo lĩnh, bệ hạ, rốt cuộc Diệp công tử kia là ai?
Thần đạo lĩnh hờ hững nói, ông không thấy cả cô bé kia cũng không dám đả thương hắn à? Thái Nhất Ngôn cười khổ. Thần đạo lĩnh lại nói, trở về chữa thương đi, sau này đừng gây chuyện với Diệp công tử này nữa. Thái Nhất Ngôn cúi chào, ta hiểu rồi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Thần đạo lĩnh nhìn Diệp Huyên và Hung Nghê vừa biến mất phía xa, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Diệp Huyên dẫn Hung Nghê về lại học viện nữ tử, sau đó hắn đưa Hung Nghê đến trước mặt Đinh cô nương, Diệp Huyên nhìn Hung Nghê, cô trò chuyện với Đinh cô nương đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hung Nghê nhìn Đinh cô nương, liếm kẹo hồ lô, không nói một lời. Đinh cô nương cười nói, trên người hắn có thời không thần bí, cô muốn có được nhưng lại sợ, sợ điều gì? Sợ lai lịch của hắn, nếu ta đoán không lầm. Bây giờ cô muốn hiểu rõ lai lịch của hắn, nếu biết được lai lịch của hắn không uy hiếp đến ngươi, ngươi sẽ không chút do dự giết chết hắn, đúng không? Hung Nghê cười, ngươi nói rất đúng. Đinh cô nương khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Hung Nghê chớp mắt, ngươi không lo lắng sao? Đinh cô nương cười hỏi ngược lại, ta phải lo lắng điều gì? Hung Nghê nhìn Đinh cô nương, ngươi không lo ta sẽ đánh chết hắn thật à? Đinh cô nương vỗ nhẹ lên vai Hung Nghê, tất cả kẻ thù của hắn đều là đồ chơi mà muội muội hắn để lại cho hắn. Nói xong, bà ấy xoay người rời đi. Hung Nghê chợt hỏi, muội muội của hắn mạnh lắm à? Đinh cô nương không quay đầu lại, cũng không mạnh lắm, sau này có cơ hội cô có thể trải nghiệm. Hung Nghê liếm kẹo hồ lô, cười nói, ta rất chờ mong. Đinh cô nương ở phía xa lắc đầu cười khẽ, không nói gì thêm. Không ai mong muốn được gặp cô gái kia cả. Đương nhiên là ngoài Diệp Huyên. Sau khi đi vào tiểu tháp, Diệp Huyên bắt đầu mượn kiếm Thanh Huyên dung hợp với thời không thần bí kia. Sau khi trở lại, Đinh cô nương bèn trả kiếm Thanh Huyên lại cho hắn. Sau khi có kiếm Thanh Huyên, hắn bèn chắc chắn mình có thể phát huy được lực lượng của thời không thần bí kia. Vào lúc Diệp Huyên tu luyện, Hung Nghê cũng không rời khỏi học viện nữ tử. Còn đi dạo lung tung trong học viện. Một tháng sau, Hoàng cung thần đạo quốc, Mộc Tá đi vào đại điện, y bước nhanh đến trước mặt thần đạo lĩnh, sau đó cung kính hành lễ, bệ hạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Thần đạo lĩnh buông cổ tịch trong tay xuống, sao vậy? Sắc mặt Mộc Tá hơi nặng nề, ta vừa nhận được tin một nhóm cường giả thần bí đột nhiên tiến vào thần đạo quốc ta, sau đó đi thẳng đến học viện nữ tử. Thần đạo lĩnh nhíu mày, là ai? Mộc Tá lắc đầu, không rõ thân phận. Thần đạo lĩnh im lặng. Mộc Tá trầm giọng nói, có phải mục tiêu của đối phương là Diệp công tử không? Thần đạo lĩnh lập tức đứng dậy, hắn không thể chết. Ít nhất hắn không thể xảy ra chuyện trong thần đạo quốc chúng ta. Mộc Tá hơi khó hiểu, vì sao? Thần đạo lĩnh nhẹ giọng nói, nếu hắn chết ở thần đạo quốc ta sẽ phải chôn theo hắn. Hiểu chưa? Mộc Tá. Trong một tiểu viện ở học viện nữ tử, Đinh cô nương đang cúi đầu đọc sách đột nhiên ngẩng đầu lên, một lát sau, bà ấy cau mày. Chân trời phía xa có một cô gái đang đi tới, sau lưng cô gái còn có 6 người áo đen. Cô gái dẫn đầu đó chính là Thần Khâm. Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện bên cạnh Đinh cô nương, khi nhìn thấy Thần Khâm, hắn xa sầm mặt. Người phụ nữ này đến nhanh thế. Hung Nghê cũng xuất hiện, nàng ta nhìn Thần Khâm. Khẽ mỉm cười, Thần Khâm, ngươi đến nhanh thật đấy. Thần Khâm nhìn Hung Nghê, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, lại gặp nhau rồi. Diệp Huyên cười nói, Thần Khâm cô nương, chuyện của các cô, chúng ta không tham dự. Thần Khâm lắc đầu, là ngươi thả nàng. Diệp Huyên không biết làm sao, ta chỉ vô tình thôi. Thần Khâm nhìn Diệp Huyên, chúng ta muốn nhờ Diệp công tử giúp một chuyện. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày. Thần Khâm hỏi, Diệp công tử không muốn sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta cho cô biết, Đinh Di của ta ở đây, cô đừng hòng uy hiếp ta. Nói xong, hắn lùi về sau lưng Đinh cô nương. Phụ thân có thể mặc kệ hắn, nhưng chắc chắn sẽ không mặc kệ Đinh Di. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Đinh cô nương lắc đầu cười khẽ, tên này thật sự giống hệt một đứa trẻ. Thần Khâm nhìn về phía Đinh cô nương, các hạ. Chúng ta muốn nhờ Diệp công tử giúp một chuyện có được không? Đinh cô nương lắc đầu, không được.
Thần Khâm híp mắt lại, vậy thì ta không khách sáo nữa. Dứt lời, nàng ta mở lòng bàn tay, muốn bắt đầu giao chiến, nhưng lúc này, Đinh cô nương chợt nói, mục tiêu của các người không phải là Hung Nghê cô nương này sao? Hung Nghê ở bên cạnh cười nói, thật ra mục tiêu chủ yếu của nàng không phải ta, mà là Diệp tiểu ca ca. Chỉ cần nàng lấy được thời không thần bí kia, nàng sẽ có thể phong ấn ta một cách dễ dàng. Ngược lại, nếu Diệp tiểu ca ca giúp ta, nàng sẽ mãi mãi không thể phong ấn được ta. Diệp Huyên vội nói, vậy cô xử nàng đi. Hung Nghê liếc Diệp Huyên, nàng có 7 người, ta chỉ có 1, đánh không lại. Trừ khi ngươi giúp ta. Diệp Huyên. Lúc này, Thần Khâm nơi chân trời đột nhiên ra tay, tay phải của nàng ta đè nhẹ xuống. Oanh! Vùng không gian đó lập tức sôi trào. Ninh cô nương bên dưới khẽ mỉm cười, bà ấy mở lòng bàn tay, một tia kiếm quang chợt quay cao. Oanh! Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Thần Khâm đã bị dư chấn làm bay xa mấy vạn trượng. Khi dừng lại, thân thể nàng ta đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại linh hồn, hơn nữa linh hồn còn rất yếu ớt. Cảnh này khiến mọi người đều bối rối. Sắc mặt của Hung Nghê cũng thay đổi. Nàng ta nhìn chằm chằm Đinh cô nương, không nói một lời. Lúc này, Đinh cô nương lại mở lòng bàn tay, tia kiếm quang phía xa quay lại trong tay bà ấy, sau đó biến mất. Diệp Huyên nhìn Đinh cô nương, đúng như hắn đoán, phụ thân thật sự có đưa cho Đinh Di thứ giữ mạng rồi. Thần Khâm nhìn Đinh cô nương với vẻ khó tin, bà. Đinh cô nương cười nói, rút lui khỏi học viện nữ tử, ta chỉ nói một lần thôi. Thần Khâm nhìn Đinh cô nương, sau đó dẫn theo 6 người phía sau rút lui. Diệp Huyên nhìn Hung Nghê, bây giờ nàng đang bị thương nặng, cô không giết nàng sao? Hung Nghê liếc Diệp Huyên, ngươi không thấy sau lưng nàng còn có 6 người à? Diệp Huyên trầm giọng nói, nhưng bây giờ nàng bị thương nặng, đây là thời cơ tốt để cô giết nàng mà. Hung Nghê chớp mắt, hay là chúng ta liên thủ đi? Diệp Huyên bĩu môi, xoay người rời đi. Hung Nghê liếm kẹo hồ lô, sau đó nhìn về phía Đinh cô nương, tia kiếm quang khi nãy không phải của bà. Đinh cô nương cười đáp, đúng là không phải của ta. Hung Nghê vội hỏi, vậy là của ai? Đinh cô nương cười, không cho cô biết. Nói xong, bà ấy xoay người rời đi. Diệp Huyên đứng im lặng tại chỗ. Bên ngoài học viện nữ tử, Thần Khâm và 6 người khác dừng lại, lúc này, sắc mặt bọn họ đều vô cùng nặng nề. Đặc biệt là Thần Khâm dẫn đầu. Khi nãy nàng ta suýt bị kiếm quang kia giết chết trong nháy mắt. Đó rốt cuộc là kiếm quang của ai? Lúc này, ông lão sau lưng nàng ta khẽ nhíu mày quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một cô gái xuất hiện, chính là Thần Đạo Lĩnh. Thần Đạo Lĩnh nhìn Thần Khâm, ngươi là ai? Thần Khâm khẽ nhíu mày, thế ngươi là ai? Thần Đạo Lĩnh cười, ngươi ở trên địa bàn của ta mà lại hỏi ta là ai à? Thần Khâm nói, ngươi là quốc chủ Thần Đạo Quốc. Thần Đạo Lĩnh đáp, đúng thế. Nét mặt Thần Khâm không chút cảm xúc, chuyện này không liên quan đến Thần Đạo Quốc ngươi. Thần Đạo Lĩnh cười, biết rồi. Dứt lời, nàng ta xoay người rời đi. Sau khi Thần Đạo Lĩnh rời đi, một ông lão bên cạnh Thần Khâm trầm giọng nói, cô gái này không đơn giản, khi nãy xung quanh còn có rất nhiều hơi thở mạnh mẽ. Thần Khâm bình tĩnh nói, tổ tiên của nàng ta là một nhân vật lớn. Ông lão trầm giọng nói, thần nữ, tiếp theo chúng ta nên làm sao? Nếu thiếu niên kia giúp đỡ Hung Nghê thì sẽ rất bất lợi với chúng ta. Thần Khâm lắc đầu thở dài, không nói gì. Một lát sau, nàng ta lại nói, không thể để thiếu niên kia giúp đỡ Hung Nghê được, nhưng bây giờ thiếu niên kia đã không có thiện cảm với chúng ta, nếu ta đi, chuyện sẽ chỉ đi theo chiều hướng ngược lại thôi. Ông lão trầm giọng nói, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Thần Khâm im lặng một lát rồi nói, trong người thiếu niên kia có thời không thần bí có thể áp chế nhiều loại thời không đặc biệt, nếu để cho Thiên Đạo Tông biết, ông nghĩ sẽ thế nào? Ông lão hơi do dự. Sau đó nói, ý của thần nữ là mượn đao giết người sao? Thần Khâm gật đầu, ông trở về sắp xếp đi. Ông lão hành lễ, vâng. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Thần Khâm chậm rãi nhắm mắt lại, nếu cho nàng ta cơ hội làm lại từ đầu, chắc chắn nàng ta sẽ mềm mỏng, tiếc là bây giờ có mâu thuẫn rồi,
mềm mỏng cũng vô dụng. Một nơi khác, thần đạo lĩnh đi tới tiểu viện của Đinh cô nương, khi nhìn thấy Đinh cô nương, nàng ta khẽ mỉm cười, Đinh cô nương, nếu cần thần đạo quốc giúp đỡ thì tuyệt đối đừng khách sáo. Đinh cô nương cười đáp, đa tạ. Thần đạo lĩnh trầm giọng nói, lai lịch của mấy người kia không đơn giản. Đinh cô nương cười, không sao, lĩnh cô nương đừng để tâm đến chuyện này. Chúng ta sẽ tự giải quyết. Thần đạo lĩnh cười, ta hiểu. Dứt lời, nàng ta đứng dậy rời đi. Sau khi thần đạo lĩnh rời đi, Đinh cô nương ngồi im một lúc rồi cũng đứng dậy rời đi. Trong một gian phòng, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng dưới đất, thời không xung quanh hắn dần trở nên vặn vẹo. Thời không thần bí. Trước đó dựa vào tiểu tháp, hắn đã có thể để dung hợp với thời không thần bí này, mà bây giờ, hắn muốn mượn kiếm Thanh Huyên để điều khiển được nó. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, hắn vung nhẹ một cái, thời không trước mặt hắn trở nên hư ảo. Diệp Huyên lập tức hưng phấn. Thật sự làm được rồi. Khi nãy thông qua kiếm Thanh Huyên, hắn đã có thể thi triển ra chút áp lực thời không rồi. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, hơi kích động, kiếm Thanh Huyên này thật sự quá đáng sợ, tựa như không có thời không nó không thể khống chế vậy. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, lại tiếp tục bắt đầu. Khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Diệp Huyên đều điên cuồng tu luyện, bây giờ chính là thời điểm tu luyện tốt nhất với hắn, vì có Đinh Di bảo vệ. Trong một trạch viện khác, Hung Nghê cũng đang ngồi xếp bằng dưới đất, trên người nàng ta là ngọn lửa bao phủ. Chữa thương. Khoảng một canh giờ sau, Hung Nghê chậm rãi mở mắt, lúc này, thương tích của nàng ta đã hoàn toàn khôi phục. Một hư ảnh xuất hiện sau lưng Hung Nghê, hư ảnh chậm rãi quỳ xuống, hung chủ. Thần nữ kia đã bị trọng thương, vì sao chúng ta không tiêu diệt nàng ta luôn? Hung Nghê nhìn hư ảnh, ngu xuẩn. Chúng ta giết nàng thì ai đối phó với Diệp tiểu ca ca đây? Hư ảnh kia thoáng do dự, sau đó nói, hung chủ, thiếu niên kia yếu tựa như gà, đừng nói là hung chủ, dù là thuộc hạ cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Vì sao hung chủ im miệng? Hung Nghê lạnh lùng nhìn hư ảnh kia, cái tên ngu xuẩn này, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sau lưng Diệp tiểu ca ca có người chống lưng sau? Hư ảnh bĩu môi, hung chủ vô địch thiên hạ. Hung Nghê lắc đầu thở dài, người mau trở về, gọi nhĩ tiên đến đây cho ta, có một đồng đội ngu như ngươi ở đây, ta rất sợ. Hư ảnh. Sau khi hư ảnh rời đi, Hung Nghê chậm rãi nhắm mắt lại, thật ra nàng ta cũng hơi đau đầu, nàng ta đã muốn ra tay từ lâu rồi. Nhưng cuối cùng nàng ta vẫn nhịn. Vì nàng ta không nhìn thấu thời không thần bí kia, vì không nhìn thấu, cho nên mới kiêng dè. Sự thật chứng minh nàng ta kiêng dè rất đúng, kiếm quang thần bí trong tay Đinh cô nương khi nãy, cả nàng ta cũng không chắc có thể đỡ được. Một lát sau, Hung Nghê đứng dậy rời đi. Một tháng sau, Diệp Huyên đã có thể điều khiển áp lực thời không của thời không thần bí, bây giờ hắn giết chết mệnh hồn cảnh cũng giống như giết gà, chẳng những thế, vì dung hợp với thời không thần bí, hắn đã có thể trấn áp cả thời không tầng 9 và tầng 10, thậm chí là tầng 11. Những thời không này hoàn toàn không thể chống lại thời không thần bí của hắn. Bây giờ hắn cũng không biết thực lực của bản thân thuộc cấp bậc gì. Hôm nay, Diệp Huyên tìm đến Hung Nghê, thấy Diệp Huyên chủ động tìm nàng ta hơi ngạc nhiên, Diệp tiểu ca ca, người tìm ta làm gì? Diệp Huyên cười nói, ta muốn luận bàn với cô. Hung Nghê chớp mắt, luận bàn với ta. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Hung Nghê lắc đầu cười khẽ, Diệp tiểu ca ca, ta biết thời không thần bí của ngươi rất lợi hại, nhưng theo ta biết, hình như ngươi cũng không thể khống chế nó, dù ngươi có thể khống chế nó thì ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Vì cảnh giới của ngươi quá thấp. Diệp Huyên cười nói, không sao, ta chỉ thử thôi. Hung Nghê gật đầu, vậy ngươi ra tay đi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện, một khắc sau, hắn chém xuống một kiếm. Chiêu kiếm này khiến thời không trước mặt hắn sụp đổ. Hung Nghê híp mắt lại, lập tức đánh ra một quyền. Oanh! Diệp Huyên bị cú đấm kia đánh vào trong thời không tầng 10, cùng lúc đó, toàn bộ thời không tầng 10 lập tức bốc cháy, biến thành một hỏa ngục. Nhưng Hung Nghê cũng bị Diệp Huyên chém rơi vào vực sâu của thời không tầng 10.
nhưng vực sâu thời không đó cũng không làm gì được nàng ta. Lúc này, sắc mặt Hung Nghê trở nên nặng nề. Diệp Huyên nở một nụ cười. Chiêu kiếm khi nãy hắn không sử dụng áp lực của thời không thần bí, chiêu kiếm đó cũng giống như lần trước hắn ném tiểu tháp vậy. Bây giờ, hắn đã hiểu đại khái chiến lực của bản thân. Nếu sử dụng áp lực của thời không thần bí, hắn có thể đấu một trận với Hung Nghê. Hung Nghê nhìn Diệp Huyên, trong lòng vô cùng khiếp sợ, không ngờ thiếu niên này lại có thể chém nàng ta vào trong vực sâu thời không. Phải biết rằng Diệp Huyên mới chỉ là vô gian chi cảnh, nàng ta mạnh hơn hắn tận mấy cấp bậc. Thời không thần bí. Hung Nghê nhìn Diệp Huyên, nàng ta biết, khi nãy chính là lực lượng của thời không thần bí đó. Đó rốt cuộc là thời không gì vậy? Hung Nghê ngày càng thấy tò mò. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Hung Nghê cô nương, ngày khác sẽ đến thỉnh giáo cô sau. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Hung Nghê đột nhiên nói, có thể cho ta thử cảm nhận thời không thần bí kia không? Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Hung Nghê, cười nói, không làm được. Hung Nghê khẽ nhíu mày, không làm được. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Hắn không hề nói dối, muốn cảm nhận thời không thần bí chỉ có một cách, đó là dung hợp với tiểu tháp. Đương nhiên hắn sẽ không để tiểu tháp dung hợp với cô gái này. Hung Nghê liếm kẹo hồ lô, không nói gì. Diệp Huyên cười, Hung Nghê cô nương, cô có thể nói cho ta nghe về cảnh giới không? Hung Nghê thắc mắc, cảnh giới gì? Diệp Huyên nói, cảnh giới trên mệnh hồn. Hung Nghê đáp, trên mệnh hồn là mệnh thần, cũng có nghĩa là sau khi tu luyện mệnh cách, mệnh thể, mệnh hồn đến đại thành sẽ là mệnh thần. Diệp Huyên trầm giọng nói, mệnh thần có gì khác với mệnh hồn? Hung Nghê cười nói, lúc đầu là ngưng tụ mệnh cách, sau đó là mệnh thể, cuối cùng là mệnh hồn, sau khi ngưng tụ thành công cả ba thứ, nếu có thể dung hợp nó lại một cách hoàn mỹ sẽ có thể đạt tới mệnh thần. Một khi đạt tới mệnh thần thì rất khó chết. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, giống như lúc nãy khi ngươi đánh ta vào vực sâu thời không đã không thể làm tổn thương ta nữa rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, Hung Nghê cô nương là mệnh thần cảnh sao? Hung Nghê lắc đầu cười khẽ, ta là hư mệnh, trên mệnh thần. Diệp Huyên nhíu mày, hư mệnh có liên quan gì với mệnh? Hung Nghê cười nói, đến bây giờ, không ai có thể thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh. Bất cứ sinh linh nào tu luyện cũng có mục đích trường sinh bất tử, ngoài mục đích đó, còn có một mục đích khác chính là thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh. Diệp Huyên trầm giọng nói, không ai có thể thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh. Hung Nghê gật đầu, trước mắt đúng là chưa có ai. Diệp Huyên hơi tò mò, ai là người lập ra những cảnh giới này? Hung Nghê im lặng. Diệp Huyên cười nói, cô cũng không biết sao. Hung Nghê đáp, người sáng tạo mệnh thần cảnh tên Chi Huyền, là một thượng tiên. Vào vô số năm trước, cảnh giới cao nhất chính là mệnh hồn cảnh, trên nền móng đó. Chi Huyền đã sáng lập ra một cảnh giới mới chính là mệnh thần. Mệnh thần có một điểm đặc biệt, chính là mạng lớn, lực lượng bình thường rất khó đả thương. Ví dụ, dù là lực lượng đáng sợ trong vực sâu thời không cũng không thể đả thương cường giả mệnh thần cảnh. Diệp Huyên lại hỏi, vậy trên mệnh thần thì sao? Hung Nghê nói, là nguyên thần cảnh. Diệp Huyên nhíu mày, nguyên thần cảnh. Hung Nghê cười nói, đúng thế. Nói xong. Nàng ta mở lòng bàn tay, một người tí hon màu vàng xuất hiện, người tí hon này giống nàng ta như đúc. Diệp Huyên hơi tò mò, đây là... Hung Nghê giải thích, đây chính là nguyên thần. Người đạt tới nguyên thần cảnh có thể tu luyện ra nguyên thần, mà nguyên thần này cũng tương đương với mạng sống thứ hai. Diệp Huyên nhíu mày, mạng sống thứ hai. Hung Nghê gật đầu, cười nói, không chỉ là mạng sống thứ hai, mà nguyên thần này còn có rất nhiều tác dụng kỳ diệu. Đợi khi đạt tới nguyên thần cảnh ngươi sẽ biết thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô là nguyên thần cảnh. Hung Nghê cười nói, đúng thế. Nguyên thần cảnh này là do một vị khổ tu tài giỏi sáng tạo ra. Năm đó mệnh thần cảnh đã vây nhốt mọi người gần triệu năm. Đến khi vị khổ tu này xuất hiện, hắn đã khai thác ra một cảnh giới mới trên mệnh thần cảnh, cũng chính là nguyên thần. Nói đến đây, nàng ta cười khẽ, những người sáng lập cảnh giới này được gọi là người khai thác. Mỗi người khai thác đều đáng để chúng ta kính trọng. Diệp Huyên tò mò hỏi, bây giờ cảnh giới cao nhất là gì?
hung nghê nhìn hắn, ngươi hỏi cái này làm gì? Diệp Huyên đáp, tò mò. Hung nghê cười nói, trên nguyên thần là mệnh chi, cảnh giới này có một điều đáng sợ là có thể biết trước ngày chết của mình. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi lại, có thể biết trước ngày chết của mình. Hung nghê gật đầu, cường giả thế này rất đáng sợ, vì bọn họ có thể biết trước nguy hiểm. Ngoài ra, một vài thủ đoạn của bọn họ còn có thể được miêu tả bằng bốn chữ quỷ thần khó lường. Diệp Huyên lại hỏi, trên mệnh chi cảnh thì sao? Hung nghê cười nói, trước mắt, mệnh chi cảnh đã là cảnh giới cao nhất, ở một nơi xa xôi, rất nhiều cường giả mệnh chi cảnh đang khai thác cảnh giới mới, nếu ai có thể mở ra cảnh giới mới, tên của người đó sẽ được truyền lưu vạn cổ. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Lúc này, Hung nghê lại nói, ta chưa từng thấy thời không thần bí trong người ngươi, người đứng sau ngươi là mệnh chi cảnh sao? Diệp Huyên cười đáp, cô đoán xem. Hung nghê bĩu môi, dù sao chắc chắn cũng sẽ không vượt qua mệnh chi cảnh. Diệp Huyên cười ha ha, không nói gì mà xoay người rời đi. Mệnh chi. Hắn biết chắc chắn cảnh giới của Thanh Nhi vượt qua mệnh chi cảnh. Nhưng hắn không biết rốt cuộc Thanh Nhi đã đạt đến cấp bậc nào, dù sao trước giờ cho dù hắn nâng cao thực lực thế nào, hắn vẫn cảm thấy Thanh Nhi sâu không lường được. Cảnh giới. Thanh Nhi đã vượt qua cái gọi là cảnh giới rồi. Hung nghê ở phía sau nhìn Diệp Huyên, hơi nhíu mày, đừng nói thật sự là mệnh chi cảnh nhé. Diệp Huyên trở về phòng, hắn ngồi xếp bằng xuống đất, mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện. Thực lực của hắn bây giờ đã đủ để đánh một trận với cường giả nguyên thần cảnh rồi, nhưng hắn không chắc bản thân có thể chiến thắng. Hơn nữa, nguyên thần cảnh còn có hai cái mạng. Ngồi im một lúc, Diệp Huyên bắt đầu thử tiếp xúc với vực sâu của thời không thần bí. Sau khi đạt tới mệnh thần cảnh, có thể xem thường vực sâu thời không bình thường chắc chắn không thể uy hiếp đến cường giả như Hung Nghê, nhưng nếu là vực sâu của thời không thần bí thì sao? Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu tiếp xúc với vực sâu của thời không thần bí. Mục tiêu của hắn bây giờ chính là hiểu rõ vực sâu thời không này. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trên bầu trời của học viện nữ tử, sau lưng ông ta còn có hai ông lão. Người đàn ông trung niên nhìn xuống học viện nữ tử bên dưới, khẽ cười nói, thời không thần bí. Đúng là thú vị. Ông lão bên trái người đàn ông trung niên trầm giọng nói, tông chủ, chuyện này hơi kỳ lạ. Người đàn ông trung niên này chính là tông chủ Thiên Đạo Tông, Mộ Thiên Minh. Mộ Thiên Minh cười khẽ, năm đó Hung Nghê này bị Thiên Đạo Tông và Thượng Thanh Môn liên thủ phong ấn, chúng ta sử dụng mười mấy thời không đặc biệt mới có thể phong ấn được nàng ta. Mà hôm nay, những thời không đặc biệt kia của chúng ta lại bị thời không thần bí của thiếu niên này phá hoại. Đúng là không đơn giản. Ông lão nói, theo ta được biết, thần nữ của Thượng Thanh Môn từng tiếp xúc với thiếu niên này. Mộ Thiên Minh nói, có lẽ nàng ta đã thất bại rồi. Cho nên mới tiết lộ tin tức này cho Thiên Đạo Tông ta, hy vọng Thiên Đạo Tông ra tay trước. Ông lão trầm giọng nói, vậy tông chủ có muốn ra tay trước không? Mộ Thiên Minh cười đáp, xem tình hình đã. Dứt lời, ông ta biến mất khỏi vị trí ban đầu, lúc xuất hiện lần nữa đã ở ngay trước học viện nữ tử. Trong học viện nữ tử, Đinh cô nương đang đọc sách ngẩng đầu nhìn Mộ Thiên Minh ở cách đó không xa, bà ấy hơi đau đầu, chưa được mấy ngày, sao lại có kẻ thù đến rồi. Mộ Thiên Minh quan sát Đinh cô nương, sau đó nói, cô nương, ta đến đây chỉ vì muốn gặp thiếu niên kia một lần. Đinh cô nương cười nói, muốn có được thời không thần bí trong người hắn sao? Mộ Thiên Minh cười, chỉ muốn mở mang tầm mắt thôi. Đinh cô nương im lặng một lát rồi mới đáp, bây giờ hắn đang tu luyện. Mộ Thiên Minh cười khẽ, ông ta quan sát xung quanh, sau đó nói, chỗ này trông rất bình thường, nhưng thần nữ thần khâm lại trở về tay không? Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Đinh cô nương, nghe nói trong tay cô có một kiếm quang thần bí. Đinh cô nương cười nói, đừng nói là ông lại muốn mở mang tầm mắt nhé. Mộ Thiên Minh cười nói, cô nương, cô cảm thấy kiếm quang kia sẽ bảo vệ được các cô sao? Đinh cô nương lắc đầu, ta thấy hơi đau đầu. Mộ Thiên Minh cười khẽ, cô nương, cô là một người thông minh, chắc cô cũng biết thời không đó ở trong tay hắn chỉ có thể hại hắn mà thôi. Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện bên cạnh Đinh cô nương nói với hắn, đến tìm cậu đấy.
Diệp Huyên nhìn Mộ Thiên Minh, sau đó nói, Đinh Di, dì đã hiểu bây giờ ta khó khăn đến mức nào chưa? Đi đến đâu cũng chưa từng thiếu kẻ thù. Đinh cô nương chớp mắt, cậu không cảm thấy kẻ thù của cậu đều rất ngu ngốc sao? Diệp Huyên. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Mộ Thiên Minh biến mất. Diệp Huyên cũng hơi lúng túng, hắn nhìn Mộ Thiên Minh kia, sau đó nói, Đinh Di, người ta vẫn còn ở đây đấy. Dì phải nể mắt người ta một chút chứ. Đinh cô nương lắc đầu, ta mặc kệ, cậu đi mà chơi với bọn họ. Dứt lời, bà ấy xoay người rời đi. Diệp Huyên vội nói, đừng mà Đinh Di, cảnh giới của người này cao hơn ta rất nhiều. Dì. Đinh cô nương xoay người nhìn Diệp Huyên, ngắt lời hắn, nếu ngay cả tên ngu ngốc này mà cậu cũng không giải quyết được thì sao cậu có thể vượt qua phụ thân của mình. Ta tin tưởng cậu làm được. Diệp Huyên. Lúc này, Mộ Thiên Minh bật cười, ta ngu ngốc. Đinh cô nương xoay người nhìn ông ta, chẳng lẽ không đúng sao? Mộ Thiên Minh lắc đầu cười khẽ, đúng là thú vị. Thật sự quá thú vị, một kẻ yếu như cô lấy đâu ra tư cách khinh thường người mạnh hơn cô gấp vạn lần. Chỉ vì kiếm quang thần bí trong tay cô sao? Cô cảm thấy kiếm quang thần bí đó có thể bảo vệ được mình à? Thứ tiêu hao thế này, cô có thể sử dụng được mấy lần? Cô! Đinh cô nương chợt cười nói, xin lỗi, ta có thể sử dụng nó vô số lần. Dứt lời, bà ấy mở lòng bàn tay, một tia kiếm quang bay ra. Phập! Mộ Thiên Minh còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm quang đâm thủng giữa chân mày. Oanh! Thân thể ông ta trở nên hư ảo. Mộ Thiên Minh sững sờ, ông ta bị đâm trong nháy mắt. Mộ Thiên Minh nhìn Đinh cô nương, kiếm quang này của cô là của ai? Đinh cô nương cười nói, nam nhân của ta. Lúc này, thân thể Mộ Thiên Minh ngày càng hư ảo. Nhưng vào lúc ông ta sắp biến mất hoàn toàn, một tia sáng vàng đột nhiên bay ra, nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Nguyên thần. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, Đinh Di, đó là nguyên thần của ông ta muốn chạy trốn. Đinh Di cười nói, không sao. Không sao. Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này, nguyên thần của Mộ Thiên Minh ở chân trời phía xa đột nhiên bị một tia kiếm quang xuyên thủng. Vụt. Nguyên thần của Mộ Thiên Minh cứ thế tan biến. Hoàn toàn bỏ mạng. Đinh cô nương nhìn Diệp Huyên, cậu đi theo ta. Dứt lời, bà ấy xoay người rời đi. Diệp Huyên thoáng do dự, sau đó đi theo. Hung Nghê ở một bên im lặng một lát rồi nói, lợi hại quá. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Trong một phân đoan nào đó, Thần Khâm thu hồi tầm mắt, nét mặt nặng nề. Mộ Thiên Minh cũng bị giết chết trong nháy mắt. Thế này còn làm gì được nữa? Thần Khâm im lặng một lát rồi nói, không thể động vào nữ nhân này. Ông lão bên cạnh nàng ta trầm giọng nói, thần nữ, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Sắc mặt Thần Khâm hơi khó coi. Từ bỏ. Đương nhiên nàng ta không cam lòng, nhưng nếu không từ bỏ thì phải đối phó với nữ nhân kia thế nào đây? Thần Khâm khẽ thở dài. Lúc này, ông lão kia đột nhiên nói, Diệp Huyên kia không thể ở mãi trong học viện được. Nghe vậy, Thần Khâm thoáng sửng sốt, sau đó nhẹ giọng đáp, cũng đúng. Nói xong, nàng ta nhìn xuống học viện nữ tử bên dưới, trong tay nữ nhân kia có kiếm quang giữ mạng, nhưng Diệp Huyên thì không. Nếu Diệp Huyên rời khỏi học viện nữ tử, đó sẽ là cơ hội của bọn họ. Thần Khâm im lặng một lát rồi quay đầu nhìn về phía ông lão, Mộ Thiên Minh đã chết. Thiên Đạo Tông sẽ không từ bỏ, ông chú ý đến hướng đi của bọn họ. Ông lão hành lễ, vâng. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Thần Khâm cúi đầu nhìn xuống học viện nữ tử, sắc mặt hơi khó coi. Trong học viện nữ tử, Ninh cô nương dẫn Diệp Huyên đi tới một ngọn núi, trên đường đi, bà ấy không nói một lời. Trong lòng Diệp Huyên hơi bất an. Đừng nói Đinh Di cảm thấy hắn quá thoải mái. Cho nên muốn tìm chút phiền phức cho hắn nhé. Rất có khả năng này. Lúc này, Đinh cô nương cất lời, tiếp theo cậu có dự định gì? Diệp Huyên cười nói, muốn ở lại đây chuyên tâm tu luyện. Đinh cô nương nhìn Diệp Huyên, lắc đầu cười khẽ, cậu xem nơi này như cảng tránh gió sao? Diệp Huyên cười khổ, Đinh Di, dì muốn đuổi ta đi sao?
Ninh cô nương cười nói, ta muốn nhờ cậu đến một nơi làm chút chuyện, cậu có đồng ý không? Diệp Huyên cạn lời, quả nhiên muốn tìm việc cho hắn làm. Ninh cô nương khẽ mỉm cười, sao, không muốn à? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, chuyện gì? Ninh cô nương hỏi, cậu biết cậu có một tỷ tỷ không? Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Tuyết tỷ. Đương nhiên hắn vẫn chưa quên. Ninh cô nương trầm giọng nói, bây giờ nàng gặp chút khó khăn, ta hy vọng cậu có thể đi giúp nàng. Diệp Huyên nhíu mày, khó khăn. Ninh cô nương gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên chần chừ một lúc rồi hỏi, không phải Tuyết tỷ còn có phụ thân sao? Ninh cô nương cười nói, phụ thân cậu đang ở một nơi khá xa, tạm thời không thể nhúng tay vào chuyện nơi này. Cho nên, ta chỉ có thể nhờ cậu đi. Diệp Huyên trầm tư, sau đó nói, nếu đã là chuyện của Tuyết tỷ, ta sẽ tự mình ra tay giúp đỡ. Có điều Đinh Di cũng biết đấy, ta rất yếu, e rằng đi như thế, chẳng những không giúp được Tuyết tỷ, còn sẽ trở thành gánh nặng cho tỷ ấy. Ninh cô nương cười nói, người muốn có gì? Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, giúp người một nhà, nếu ta còn muốn có gì thì chẳng phải còn không bằng xúc sinh sao? Ninh cô nương cười khẽ, sau đó nói, khuyết điểm lớn nhất của cậu bây giờ chính là vấn đề cảnh giới. Nói đến đây, bà ấy im lặng một lát rồi mới nói, bây giờ cậu là vô gian chi cảnh, muốn đạt tới vô gian chi đạo cũng không khó. Diệp Huyên vội hỏi, thật sao? Ninh cô nương gật đầu, ta sẽ giúp cậu đạt tới vô gian chi đạo. Diệp Huyên vội nói, đa tạ Đinh Di. Ninh cô nương cất lời, đi theo ta. Nói xong, bà ấy xoay người rời đi. Diệp Huyên vội vàng đuổi theo, Ninh cô nương nhanh chóng dẫn Diệp Huyên đi tới một vùng tinh không, bà ấy đảo mắt nhìn một vòng, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, người có thể nuốt chửng kiếm khí để nâng cao tu vi, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Ninh cô nương mở lòng bàn tay, một tia kiếm quang xuất hiện. Thấy cảnh này, Diệp Huyên thay đổi sắc mặt, hắn vội nói, không không. Ninh Di, ta không thể nuốt chửng kiếm khí của phụ thân được. Ninh cô nương hỏi, vì sao? Diệp Huyên trầm giọng giải thích, nếu kiếm khí cấp bậc quá cao, ta sẽ không chịu đựng được. Ninh cô nương cười nói, không sao, người có thể từ từ nuốt chửng nói. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó, nhưng kiếm khí trong tay Ninh cô nương đột nhiên đâm vào người hắn. Oanh! Thân thể Diệp Huyên không ngừng run rẩy, trên người hắn nhanh chóng xuất hiện vô số kiếm khí. Diệp Huyên thầm thấy hoảng sợ. Vội vàng ngồi xếp bằng, hai tay chậm rãi đè xuống, lúc này, hắn lập tức sử dụng thời không thần bí, nhưng hắn phát hiện, ngay cả thời không thần bí cũng không thể trấn áp kiếm khí kia. Chết tiệt! Phụ thân mạnh quá! Lúc này, Đinh cô nương lên tiếng, tĩnh khí ngưng thần. Diệp Huyên vội làm theo, dần dần, hắn phát hiện kiếm khí trong người đang dần tan biến, sau đó để hắn hấp thu. Cảm nhận được điều này. Diệp Huyên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Theo tình huống bình thường, chắc chắn hắn sẽ không chịu được kiếm khí của phụ thân, may mà có Đinh Di giúp đỡ. Cứ thế, dưới sự giúp đỡ của Đinh cô nương, Diệp Huyên bắt đầu dần nuốt chửng tia kiếm khí kia, dần dần, hơi thở quanh người hắn ngày càng mạnh mẽ hơn. Ở một nơi khác, Hung Nghê ngồi xếp bằng trong phòng của mình, mắt khép hờ, trên người là ngọn lửa đỏ như máu. Không biết đã bao lâu trôi qua rồi, Hung Nghê chậm rãi mở mắt, ngọn lửa quanh người nàng ta thoáng chốc bùng lên cao, nhưng khi nàng ta đè tay phải, ngọn lửa quanh người nàng ta lập tức biến mất. Lúc này, một cô gái xuất hiện sau lưng nàng ta. Cô gái cung kính hành lễ, nhĩ tiên bái kiến hung chủ. Hung Nghê lạnh lùng hỏi, sao rồi? Nhĩ tiên đáp, bẩm hung chủ, đã điều tra ra rồi. Dứt lời. Nàng ta đặt một quyển trục xuống trước mặt Hung Nghê. Hung Nghê mở ra, một lúc sau, nàng ta khẽ nhíu mày, cô gái váy trắng. Nhĩ tiên gật đầu, sau lưng Diệp công tử kia có hai người, một là cô gái váy trắng, hình như thanh kiếm trong tay hắn là do nữ nhân này làm ra. Ngoài ra còn có một người đàn ông áo xanh, hình như y là phụ thân của Diệp Huyên. Hung Nghê hỏi, có tài liệu chi tiết của hai người này không? Nhĩ tiên lắc đầu, điều tra không ra. Hung Nghê nhíu mày, điều tra không ra. Nhĩ tiên gật đầu, hai người này đều vô cùng thần bí, cô gái váy trắng là người xuất hiện nhiều nhất, nhưng nàng cũng rất thần bí,
Ta chỉ biết trước giờ khi giết người, nàng chỉ sử dụng một kiếm thôi. Hung Nghê nhíu mày, một kiếm. Nhĩ Tiên gật đầu, đúng vậy. Hung Nghê nhếch môi, giết người chỉ bằng một kiếm, đúng là thú vị. Nhĩ Tiên trầm giọng nói, hung chủ, thiếu niên này có lai lịch vô cùng thần bí, thanh kiếm trong tay hắn có thể coi thường tất cả áp lực và vực sâu thời không. Ngoài ra, huyết mạch của hắn cũng vô cùng đặc biệt, trước mặt, thuộc hạ chưa từng thấy ai có huyết mạch mạnh hơn hắn. Hung Nghê im lặng. Nhĩ Tiên lại nói, hung chủ, còn một chuyện nữa, đó là viện trưởng của học viện nữ tử này cũng cực kỳ không đơn giản, chúng ta không thể coi thường. Hung Nghê hỏi, sao lại nói thế? Nhĩ Tiên nghiêm túc giải thích, lai lịch của bà ta cũng vô cùng thần bí, thực lực còn cực kỳ mạnh mẽ, về phần đạt đến trình độ nào, ta vẫn chưa điều tra được, nhưng chúng ta không thể xem thường. Hung Nghê im lặng một lát rồi nói, nếu vậy, phía sau Diệp Tiểu ca ca có một nhóm người rất đáng sợ. Có điều nếu có một bối cảnh lớn mạnh như thế, đáng lẽ phải danh tiếng vang xa mới phải. Nhĩ Tiên gật đầu, đúng thế. Hung Nghê cười nói, ngày càng thú vị rồi đây. Nhĩ Tiên lùi sang một bên, không nói gì thêm. Một lát sau, Hung Nghê đột nhiên cười nói, Nhĩ Tiên, ngươi nói xem người đàn ông áo xanh và cô gái váy trắng có khả năng vượt qua mệnh chi cảnh không? Nhĩ Tiên lắc đầu, chắc chắn không có khả năng. Nếu hai người vượt qua mệnh chi cảnh thì đã vang danh khắp chư thiên vạn giới rồi. Nhưng thực tế là chúng ta còn chưa từng nghe nói đến hai người họ. Nói đến đây, nàng ta im lặng một lát rồi nói, tối đa là mệnh chi cảnh. Tối đa mệnh chi cảnh. Đây đã là đánh giá rất cao rồi. Phải biết rằng trong thiên địa này, mệnh chi cảnh chính là một tồn tại giống như lông phượng vảy lân vậy. Lúc này, không gian trước mặt Nhĩ Tiên chợt rung lên, một lát sau, Nhĩ Tiên nhìn về phía Hung Nghê, hung chủ, Diệp công tử kia xuất quan rồi. Bây giờ hắn đã đạt tới vô gian chi đạo. Hung Nghê nhíu mày, đạt tới vô gian chi đạo rồi. Nhĩ Tiên gật đầu, chẳng những thế hắn còn rời khỏi học viện nữ tử rồi, Hung Nghê lập tức đứng dậy. Rời khỏi học viện nữ tử rồi. Nhĩ Tiên gật đầu, đúng thế. Hung Nghê nói, người âm thầm đi theo, đừng lộ diện. Nói xong, nàng ta lập tức biến mất. Nhĩ Tiên cũng lặng lẽ biến mất theo. Trong vùng Vân Đoan nào đó, một ông lão xuất hiện sau lưng thần khâm, ông ta nói với giọng điệu nặng nề, thần nữ. Vừa nhận được tin Diệp công tử rời khỏi học viện nữ tử rồi. Thần Khâm mở mắt ra, rời khỏi học viện rồi. Ông lão gật đầu, đúng thế. Thần Khâm lại hỏi, Đinh cô nương kia có đi theo không? Ông lão lắc đầu, không. Thần Khâm nhíu mày, sao lại không đi theo? Hắn không sợ chết ư? Ông lão lại nói, hung chủ kia cũng rời khỏi học viện nữ tử rồi. Thần Khâm trầm giọng nói, nữ nhân chết tiệt kia đúng là biết kiềm chế, đến giờ còn chưa ra tay. Ông lão chần chừ, e rằng nàng ta muốn chúng ta ra tay trước. Thần Khâm gật đầu, nữ nhân này rất nham hiểm. Ông đi thông báo với Thiên Đạo Tông, nói là Diệp Huyên đã rời khỏi học viện nữ tử rồi. Dù sao nàng ta cũng sẽ không ra tay trước. Ông lão gật đầu, vâng. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Trong học viện nữ tử, Đinh cô nương ngẩng đầu nhìn tia kiếm quang biến mất ở cuối chân trời kia, nhẹ giọng nói cuối cùng cũng tiễn kẻ phiền phức này đi rồi. Tiểu tử, thượng lộ bình an. Diệp Huyên vừa rời khỏi học viện nữ tử không lâu, Hung Nghê đã xuất hiện sau lưng hắn. Hung Nghê nhìn Diệp Huyên, Diệp ca ca, người đi mà không cho ta biết, thật xấu xa. Diệp Huyên cười nói, Hung Nghê cô nương, cô ỷ lại vào ta thế sao? Hung Nghê cười hì hì, ta chỉ thích đi theo ngươi thôi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, Hung Nghê cô nương, ta có một đề nghị. Hung Nghê nhìn hắn, đề nghị gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, mục đích chủ yếu của cô là thời không thần bí của ta, chứ không phải muốn đối đầu với ta, có đúng không? Hung Nghê gật đầu, đúng thế, nhưng ngươi lại không muốn đưa cho ta. Diệp Huyên cười nói, chúng ta có thể hợp tác mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 172.